Em xin chào cả nhà. Chúng ta lại gặp nhau. Này, có đôi dép mới, màn dép mới. Nguyên ơi, dạ. Cái số điện thoại của chị Dũng Nguyễn hồi sáng á, em nói với chị đó là số gọi không nghe máy hay là gọi không được? Chị ơi, cái số điện thoại của chị gọi không được, em không có gửi hàng đâu chị. Nó không phải là một lần mà nó rất là nhiều lần rồi nha chị ơi. Em gọi lại một lần nữa giùm chị coi gọi được không? Không được thì xả luôn đi. Cái số điện thoại của chị như thế này gọi em có gửi hàng đi chăng nữa thì tới khu tá nó cũng đâu có liên hệ được với chị để nó giao hàng đâu. Alo, giờ Diệu nghe hả? Rồi anh lên trạng thái đi anh, rồi em xử lý đây. Dạ dạ. Em xin chào cả nhà. Chào cả nhà, hôm nay lên đồ đẹp nha cả nhà ơi. Hôm nay toàn là siêu phẩm không à. Samsung đây chứ, cái Samsung này của chị hôm nay là Vinh Xe. Mấy chị mua hàng, mấy chị vui lòng cho dùm em cái số điện thoại nào mà mình hay xài á mấy chị. Mấy chị xài điện thoại mà mấy chế nhà em không biết là cái số đó có gọi được hay không luôn á. Cứ cho không à. Mà em đã nhắc ở trên live rồi, vẫn cho lại cái số y chang vậy, gọi không được mà kêu gửi hàng, sao dám gửi. Chào cả nhà mình nha. Hôm nay em lên cho cái chị bộ bà ba nút thắt này trước nha cả nhà. Bộ bà ba nút thắt quần ống suông rất là đẹp luôn. Dạ bộ em mặc là giá 125.000 á chị Kim Suli. Em chào chị Nguyễn Ngọc, em chào chị Ngọc Mỹ nha, em chào chị Nguyễn Tiền. Em chào chị tất cả các chị đẹp. Rồi bộ em mặc là bộ quần ống suông á cả nhà. Bộ bà ba nút thắt quần ống suông. Bà ba này thì cái chị đẹp nhà em có thể là cái chị đẹp nhà em tách ra ha. Tách ra mình mặc làm áo lẻ vẫn rất là ok. Rất là đẹp luôn nha cả nhà. Em chào chị Hiền. Chất liệu vải là thun lỗ nha. Vẫn là thun lỗ huyền thoại. Cả nhà mình. Em chào chị Đặng Tài nha. Em chào cả nhà. Rồi bộ em mặc cái chị lên giúp em là mã lá đi cái chị. Lên giúp em mã lá nha. Quá đẹp luôn cái chị ơi. Cái lô này đẹp lắm. Cái lô này về họa tiết đẹp đẹp không à. Lên giúp em mã em đang mặc là mã lá. Thôi cho mượn cái quạt cho như mọi người ơi, mình quá. Chị số mới cho cũng y gan số cũ vậy đó, đổ chung cái là tắt ngang đường dây vọng của bà Dũng Nguyễn này. Hai số em không gọi số nào được chân hả? Lá ba em chốt cho chế Hồng Loan. Áo bà ba lẻ nút thắt là em chưa có về hàng chơi, áo bà ba lẻ nút thắt chứ chưa có hàng đâu. Bây giờ là em về nguyên bộ trước, còn áo này cái chị bình thường cái chị mua cái áo lẻ nó đã là 80 rồi, bây giờ cái chị mua nguyên bộ nó có 125 ngàn.
rẻ hơn tiền công cái chị đi mai. Okay. Rẻ hơn tiền công cái chị đẹp nhà em đi mai luôn. Lá ủa sao anh đi được rồi ta? Lá 4 em chốt cho chị Đặng Tài. Ok chị Đặng Tài. Cả hai số không có số nào gọi được hết chị nha. Đổ chuông lên một cái là tắt. Đổ chuông lên một cái là tắt. Chị coi dùm em coi chị Đài cài chế độ bận, chế độ không làm phiền hay là chế độ máy bay. Kiểm tra lại dùm em đi chị. Chị cho số điện thoại như vậy mà chị kêu em gửi hàng cho chị rồi gửi tới rồi bưu tá nó liên hệ không được rồi em sao em gọi cho chị để em giao hàng. Rồi tiếp tục nha cả nhà, bộ này lên giúp giùm em là bộ bi đen. Đồ hôm nay rất là đẹp, size bình thường nha cả nhà ơi. Bộ em mặc là size bình thường ha, nó là quần ống suông nha cả nhà, rất là đẹp luôn. Lên giúp em bộ này là bộ bi đen các chị, giống em mã bi đen. Bi đen hiện tại em chỉ còn được 1, 3, 4, 5, 6 thôi. 1, 3, 4, 5, 6. Cái gì chị? Hết rồi, đỏ 3 hết rồi. Đó như size 3. Lên với em bộ này nha các chị ơi. Chốt em mã này là mã bi đen ha. Lên với em là bộ bi đen. Em like luôn nha cả nhà. Rồi cái bộ bông vàng này mới là siêu phẩm nữa nè mấy chị. Lên với em mã này là mã bông vàng cả nhà ơi. Bông vàng rất là trắng da luôn. Lấy lộn hay gì chị? Của ai vậy? À. Ủa sao mà tối là lỗi ta bỏ lộn vô hả? Tại hồi tối còn có 1 bộ, 2 bộ xe 3 gì hả? Chị coi coi mấy cái bộ khác có bị lộn sai không? Mà lộn biêu quá không? Coi có lộn biêu qua không? Lên giúp em mã này đi cả nhà. Lên giúp em mã bông vàng đi các chị. Chốt em mã bông vàng nha. Bông vàng. Chốt em mã này là mã họa tiết. Lên giúp em mã này là mã họa tiết các chị. Bộ này rất đẹp luôn nè. Lên giúp em mã này là mã họa tiết. Họa tiết em còn được 1, 3, 4, 5, 6. Em hết 2. Chị nào size 2 tranh thủ nha cả nhà ơi. Cho em bộ ngọc 2 đó đi chị đẹp. Ngọc 1 hết. Lên giúp em mã này là mã kem. Thiếu của chị gì có bánh biên mà không có. Có của chị được cái khác không? Cái đó chị hết. Cái nào ra đây chọn cái khác. Ủa? Thế có bấm bi ngọc. Mà tối mã ngọc là có 2 bộ là em chốt cho 2 chị mà. Ủa vậy sao chị kiếm không thấy đồ luôn mà trên đây cũng không thấy mẫu luôn làm sao? Có một bộ là em mặc mẫu rồi một bộ là ở trong cái cọc đồ là 2 bộ chốt cho 2 chị mà ta. Mà sao hồi nãy chị với Nguyên kiểm tra thì chốt chỉ một chị Quỳnh Tấn Phát là được thôi chứ chị chưa. Vậy mà hồi nãy lấy cái cục lông bù vậy mà kiếm không ra. Sao vậy? Bắn cành 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 liền. Sao? Dân nguyên cái cọc lông bồi của người ta kiếm cho đã rồi. À, chị kia có lòng một đó hả? Gọi bác em nhớ có nha. Mà hồi tối em chốt 2 bộ đúng 2 bộ mà. Chị gọi bác lên giúp em mã này là mã kem nha cả nhà ơi, lên giúp em mã kem. Dạ, lá 3 em còn nha chị Minh Tiếp, chị chốt thì lên lá 3 giúp em nha chị. Lên giúp em mã kem cái chị. Đây cái mã ngọc này là cái chị đẹp nhà em phải chốt nè, cái mã ngọc này đẹp lắm. Bộ đang mặc là mã lá đó chị. Mã ngọc này em còn được 2, 3, 4, 5, 6. Ngọc này em còn 2, 3, 4, 5, 6, 4 còn có 1 bộ à. Chị nào size 4 thì chốt nhanh nha. 2 em cũng còn có 1 bộ. Vậy là cái đó cột chung hả Quyên? Cái mã ngọc này đẹp, đẹp lắm luôn. Mã ngọc này rất là đẹp nè cả nhà. Ngọc này em còn được 1, 2, ở quên em còn được 2, 3, 4, 5, 6 nha. 4 em còn có. Rất là đẹp luôn các chị, em chào chị Kim Hoa nha. Lên giúp em mã này là mã ngọc. Chốt em mã ngọc nha các chị. Rồi mã này lên giúp giùm em là mã bi da. Nè cái họa tiết này cũng đẹp nữa nè. Cái họa tiết này các chị nhìn nó là nó không có cầu kỳ ha. Nó đơn giản thôi nhưng mà mặt rất là đẹp. 125.000 một bộ như chị Nguyễn Cát Phượng ơi.
Chị Minh Tiết chốt bộ qua Đan Mạch thì lên lá ba giúp em nha chị. Lên giúp em mã này là mã pizza nha cả nhà, pizza, pizza kèm size giúp em. Hôm nay có lên áo dài không? Áo dài von lụa Nhật là em hết rồi. Bây giờ em chỉ còn cái áo dài cổ nữ hoàng thôi, thun lỗ nha cả nhà. Rồi lên giúp em mã này là mã chữ nha cả nhà. Ok, em chốt lá C3 cho chị Minh Tuyết. Lá ba em chốt cho chị Minh Tuyết. Lên giúp em mã này là mã chữ cả nhà ơi. Chốt em mã này là mã chữ. Rất Minh là đẹp Tuyết, luôn. Em xin lại số điện thoại bên trang số liệu Cần Thơ chị. Rồi mã này lên giúp giùm em là mã đẹp. Mã đẹp em còn từ C1 đến C6 nè cái chị. Mã đẹp. Lên giúp em mã đẹp nha, đẹp em còn từ C1 đến C6, chốt em mã đẹp. Xuất sắc nha cả nhà ơi, bộ này đẹp lắm. 63kg cho em chiều cao đi chị Bùi Ngọc Tiên ơi. Bộ này em có size cho cái chị từ 45kg đến 76kg mặt giường. Nó sẽ có 6 size nha, hàng nó có size nên là cái chị cho em cân nặng kèm theo chiều cao đi, em tư vấn size cho nó chính xác với chị. Lên giúp em mã này là mã cam, cao 1m67 nặng 63kg là chị mặc size số 3 nha, nhưng mà em không có bảo đảm cái chiều dài. 1m67 là không bảo đảm chiều dài. Em thấy số điện thoại, cảm ơn chị Thảo Vy hỏi vải gì vậy Úc ơi. Thun lỗ, chị Thảo Vy ơi, thun lỗ rất là đẹp luôn. Lên giúp em mã này là mã cam. Thun lỗ mãi đỉnh chứ ơi, mặc vô nó sướng cả người luôn á. Rất là. Bộ em đang mặc còn size số 2 không hả chị? Mã lái em còn size 2 đó chị Quỳnh Luận. Pizza hả? Pizza em hết size số 2 rồi. Size số 2 em còn được bông vàng, cam, đẹp, mã lá với mã da, mã kem. À, cái đó là mã cam, cái kia là mã kem. Dạ. Size 2 là em còn nè, bông vàng nè, mã cam nè, mã đẹp nè, mã lá nè, với lại là mã kem. Một cái là C, một cái là K nha mấy chị, nó có hai mẫu nha. Rồi lá 2 cho chị Quỳnh Luận, cam số 2 cho chị Nguyễn Cát Phượng. Chị Nguyễn Cát Phượng bữa nay để ý điện thoại giúp em để bên em đi đơn nha chị ơi. Chị Quỳnh Luận là lấy lá 2 đúng dạ, không? Dạ đúng rồi. Vậy hôm trước có một đơn em xã nè, cam số 2 cho chị Nguyễn Cát Phượng. Bộ 125.000. Bộ em mặc còn size 3. Size 3 là em còn đủ size cho cái đậu, đủ bông cho cái chị luôn á, đủ bông luôn. Chỉ có size 2 là nó hết thôi. 3, 4, 5, 6 là em còn đủ bông ha. Chỉ có 1 với 2 là em bị thiếu bông thôi. Chốt cho mình mã ngọc. Rồi ngọc 3 cho chế đính kim. Chế đính kim là mặc size 3 nha. Chế đính kim size 3 là đẹp luôn đó. Chị mới nhận được bộ đùi xước màu đẹp lắm. Em cảm ơn chị gái Phạm ạ. Dạ quần này quần ống suông. Quần ống suông á chị Quỳnh Nguyễn. Ống nó tầm khoảng 27 á chị. Ống nó tầm khoảng 25-27 á. Lên tới size số 6 thì ống của nó chắc tầm khoảng 30-32. Đây ống suông vậy nè chị. Rất là đẹp luôn nha. Rồi lên giúp em mã này là mã cam cả nhà. Cam em còn từ size 1 đến size 6 nè. Lên giúp em mã này là mã cam. 1m58 nặng 66kg, eo 86, mặc size 4 đi chứ mộng thường ơi. Mặc size 4 nha chứ đẹp. Thun lỗ, chị nào mà chưa biết thun lỗ, cái chị mua thử một bộ về mặc đi mấy chị. Em bảo đảm là thun lỗ cái chị mặc sẽ rất là thích. Thun lỗ là thun nhập chứ không phải là thun ở Việt Nam. Nên là cái họa tiết cái chị thấy nó có giống giống cái hàng mango không? Dạ, bộ này giá 125.000 nha chị. Rất là đẹp luôn, không nhăn, không rút, không xù lông, không bị chảy chất vải mà chất liệu vải co giãn 4 chiều. Nha, cái chị mặc vải nó không mỏng mà nó cũng không dày. Nói chung là thun lỗ là hoàn hảo luôn đó mấy chị, em nói thật. Họa tiết nó rất là đẹp luôn nha. Lên form đồ nó cũng đẹp nữa, nó không mặc cái chị mặc không bao giờ nó bị dính ở trong người đâu. Lên giúp giùm em mã em đang mặc là mã cam nha, cam. Bộ này giá 125.000. Rồi để em mặc lại từng bộ cho cái chị xem ha. Chị Trần Lan ơi, 1m58 là 61kg mà chị gọn người á thì chị mặc giúp giùm em là size số 3 thôi nha chị. Còn nếu mà tròn người hoặc lớn tuổi thì chị lên size số 4 giúp em là chị mặc vừa. Thun lỗ mặc ok lắm, nhẹ nhàng. Dạ em cảm ơn chị gái Phạm. Thun lỗ mặc vừa nhẹ vừa đẹp. Dạ em cảm ơn chị Quỳnh Nguyễn. Đó mấy chị, khách hàng nhà em đã trải nghiệm thun lỗ rồi đó. Ở chị nào mà chưa biết thun lỗ là gì thì cái chị mua về cái chị mặc thử đi, rất là đẹp luôn. Dạ 63kg cho em chiều cao nha chị Non Phạm. Chị có chiều cao em cam 2 em chốt cho chị Nguyễn Quế Anh. Em chào chị Nguyễn Quế Anh. Mấy rồi. Chị cho em cao nặng chiều cao mấy canh xây được nha mấy chị. Lên giúp em mã đó là mã cam ha. Rồi mã này là mã đẹp. Mã đẹp em cũng còn được từ xây 1 đến xây 6 nè. Mã đẹp em cũng còn từ xây 1 đến xây 6. Lên giúp em mã này là mã đẹp, quần ống suông cả nha. Áo này về cái chị thích mặc nguyên bộ thì cái chị mặc nguyên bộ, còn cái chị không thích thì cái chị có thể là mặc với quần đen nha. Cái chị mua hàng bên trang shop xí điệu Cần Thơ á, cái chị vui lòng cho em cân nặng kèm theo chiều cao. Nếu là khách mới thì cho em thêm cái số điện thoại luôn nha các chị ơi, để bên em để em canh size nha.
Chị Hạnh Lê Thanh bổ cam. Chị ơi chị có xay thì cho em cái xay nha, không thì lên trang mạng chiều cao giúp em. Cam hai em chốt cho chết Thoa Nguyễn. Lên với em mã này là mã đẹp nè, cái chị đẹp chưa mấy chị ơi, xuất sắc luôn á. 1,5,9,3 kg. Xay 4. Dạ, dạ xay 4 nha chị Non Phạm. Dạ em thấy số điện thoại của chị Thoa Nguyễn, em cảm ơn chị Thoa Nguyễn. Chị Thoa Nguyễn là khách cũ có số điện thoại rồi nè, em chào chị Châu Cô. Lên với em bộ em đang mặc là mã đẹp cả nhà. Mã đẹp em còn được từ size 1 đến size số 6. Đẹp lắm các chị. Cái lô tập này về giải đẹp đẹp không à, bông đẹp không à. Hàng thun Mỹ, ở hàng thun lỗ các chị, ở ngoài họa tiết nó còn đẹp hơn ở trên line luôn. Nhìn ở ngoài còn đẹp hơn ở trên line luôn. Lên giúp em màu này là mã này là mã đẹp ha, mã đẹp. Đây cái mã chữ rất là đẹp luôn nè. Bình thường các chị đi ra ngoài cái sạp vải các chị đâu có nghĩ là cái bộ này nó sẽ lên được bộ bà ba. Bảo đảm luôn các chị đi ra ngoài các chị mua mà đồ mà mua vải để mai bà ba là các chị chỉ lựa bông thôi. Ít có khi nào mà lựa mấy cái họa tiết này lắm, tại vì mình may lên mình sợ nó không có đẹp á mấy chị. Mà may một bộ đồ mấy trăm ngàn tiền công tiền vải đúng không? Bây giờ chỉ có 125 ngàn thôi, chốt đi mấy chết. Về mặt không có đụng hàng. 1m50 nặng 50 kg mặc size số 2, chị Kiều Uy, mong 100 mặc size số 2 thoải mái. Mã đẹp size số 3 em chốt cho chế Bùi Ngọc Tiên. Bộ này size giống bà ba không em? Dạ giống chứ gái Phạm. Bà ba chế mặc size nào thì bộ này chế mặc size đó. À cái bộ mã chữ nè, đẹp chưa cả nhà? Lên quá đẹp luôn đúng không? Đó, rất là đẹp luôn. Lên giúp em mã này là mã chữ, chữ kèm size giúp em. Em còn size 1, size 3, size 4, size 5 và size 6, chữ em hết 2 rồi. Ví dụ như là size 2 nó hết rồi. Mà bình thường cái chị nào 53, 54 kg cái chị có thể chốt lên size 3 giùm em luôn cũng được ha. Về mình nhấn ben vô. Mình chích hai cái ben trước, hai cái ben sau vô tí xíu thôi là cái chị mặc vừa rồi. Chị Hạnh Lê Thanh biết xay thì lên xay giúp em, còn không lên cho ngẳng chiều cao nghe chị lên cái mã hàng không em không có biết xay nào em lấy cho chị mã nha. Đẹp xay số 4 cho chị Mộng Thường. Ok chứ Mộng Thường bà. Nãy ba chị mặc xay 3 là bộ này mặc xay 3 luôn đó chị gái Phạm. Nãy giờ chị Hạnh Lê Thanh chưa có bộ nào nghe chị, bộ cam chứ bộ đẹp em chị Mộng Thường ơi, ở bên em sẽ gọi điện chốt đơn trực tiếp nên là chị cho địa chỉ ở đây thì chị cho thì em cũng ghi nhận ở đây ha. Nhưng mà ở bên em là đơn này khi mà em xuống live là chiều nay mấy bạn nhà em sẽ gọi điện chốt đơn luôn. Nên là chị có đơn thì để ý điện thoại giúp em nha chị đẹp. Chữ 1 cho chị Thí Ngô. Chị ơi chị phải cho em cái cân nặng chiều cao hoặc là cái size nào. Bây giờ em hết size số 2 rồi, chị Kiều Uy của chị nào vậy chị? Hạnh Lê Thanh. Chị Hạnh Lê Thanh lên giúp giùm em cân nặng chiều cao. Có số điện thoại rồi. Có số điện thoại nhưng mà coi chưa có cân nặng chiều cao, chưa có biết size để lấy chị ơi. Chữ 3 em chốt cho chị Nhung Nguyễn. Dạ hai em hết trơn rồi chứ Kiều Uy ơi. Em bấm của chị em lấy số thôi nha. Dạ đơn của chị Thí Ngô là đi đơn luôn khỏi gọi. Ok chị, vẫn địa chỉ cũ hết chị Thí Ngô, hẻm 111 Lý Thái Tổ hết chị. Dạ hàng của chị Trang gửi hôm qua rồi hả Quyên? Dạ em có chụp cho chị rồi đó. Rồi gửi đi luôn rồi hả em? Đơn của chị Trang gửi hôm qua rồi chị Trang, mà em chưa gửi bill cho chị á. Chữ 3 em chốt cho chị Hồng Loan đi đơn luôn khỏi gọi. Dạ cái này là chồng cổ hết nha chị. Chồng cổ mình mặc ôm nó mới không có hở nè, em làm ở đây là nút giả thôi. À, giả là coi giãn nó, là bà ba là cái chị mặc ôm như thế này nè, mặc ngồi thoải mái luôn, không có bị hở, áo ngực hở này phải đơm hai ba cái nút ngồi vẫn bị hở nha. Đó. Kinh nghiệm tại vì á ngày xưa á bà ba là cái chị thích mặc ôm ôm nha. À, giả này nó có co giãn nữa, cái chị mặc ôm á nó thích, thứ hai là nó thứ nhất là nó thoải mái, thứ hai là nó tôn được cái dáng của cái chị. Dạ chữ 6 em chốt cho chế Trang. Đơn này chế Trang chốt đi chế Trang rồi em dòm cho chế, em dòm cho chế 3-4 like đi, 3-4 ngày sau rồi em gửi. Cái đơn kia hình như có mấy trăm à, đơn kia 400-500 vậy chị. Dạ size số 3 rộng không có nhiều đâu chị. Rộng không có nhiều đâu, về mà nếu trường hợp mà eo của chị nhỏ thì chị chích ben vô giùm em là chị mặc vừa rồi, còn nách với ngực là ok, là không có sợ rộng nha, không có sợ rộng đâu. Cái nào mà em thấy cái chị chốt lên một size mà cái chị mặc được nha, cái chị mà ok không có rộng nhiều thì em sẽ tư vấn cho cái chị. Còn ví dụ như em thấy cái đó lên size là cái chị mặc không được đẹp là em sẽ không tư vấn. Chữ 3 em chốt cho chị Ngọc Sòn. Chữ 3 em chốt cho chế Ngọc Sòn. Dạ cái này á là áo không là em có nha chị ơi. Áo không là em có 80 ngàn một áo. Nếu mà chị muốn mua áo lẻ thì chị chờ em tí xíu. Nhưng mà áo lẻ thì cái họa tiết nó sẽ khác với cái họa tiết em đang mặc nha. Chị Ngọc Sòn cho em lại số điện thoại nha chị. Rồi em lấy cái số 3 là mã cam với mã đẹp cho chị Hạnh Lê Thanh. Ok chứ Hạnh Lê Thanh. Chứ Ngọc Sòn cho em số điện thoại lại nha chứ Ngọc Sòn. Chứ đang chốt bên trang shop xí điệu Cần Thơ á, chứ cho em lại số điện thoại.
Đây là bộ pizza nè các chị. Bộ pizza em còn size 1, size 3, size 4, size 5 và size 6. Em hết size 2. 1, 3, 4, 5, 6. Em đang mặc cho các chị là bộ bà ba nút thắt quần ống su. Không, đó là quần ống rộng. Cái đó em nói với chị về phó với quần đen hay quần trắng gì đó đi. Nó hết là nó hết chứ quần nó hết màu. Chữ 6, ủa quên, pizza 6 em chốt cho chị Trang. Ok, em thấy số điện thoại chị Ngọc Sơn, cảm ơn chị. Ôi đẹp quá cả nhà ơi. Lên giúp em bộ này là bộ pizza đi các chị. Lên giúp em bộ pizza đi, mặt rất là trắng luôn nha, rất là nịnh da luôn. Lên bộ đồ đẹp quá. Pizza 4 em chốt cho chiếc kim hoa. Ok, chiếc kim hoa. Chị Ngọc Nguyễn thì tiền chị muốn mua một bộ màu, không có họa tiết để đi lễ đi chùa. Bà ba màu hả chị? Bà ba màu nút thắt quần ống đứng. Bây giờ em còn được có 2-3 màu gì hả? Pizza 3 em chốt cho chị Ngọc Sòn luôn. Có áo lẻ tay ren không em? Hình như em còn áo màu á chị. Áo màu cách tân tay ren thì em còn. Pizza 3 em chốt cho chị Quỳnh Luận. Rồi lên giúp em bộ này là bộ pizza nha cả nhà. Bộ pizza. Dạ đúng rồi, mã chữ C6 á chị. Ủa pizza C6. Lấy luôn cái bộ ngọc này đi cả nhà ơi. Ngọc này em còn 2, 3, 4, 5, 6 nè. 2, 3, 5, 6 nè. Hết dạ, 4 luôn. Dạ, 125 ngàn bộ nha chị. Mã ngọc em còn 2, 3, 5, 6. Hết 1, hết 4. 2, 3, 5, 6 lên giúp em mã ngọc. Pizza 3 em chốt cho chế Quỳnh Luận. Pizza 5 cho chế Liễu Trần. 125 ngàn một bộ á chị Nhung Trần ơi. 125 ngàn á chị. Lên với em bộ này là bộ ngọc đi cả nhà. Ngọc em còn được 2, 3, 5, 6. Rất là đẹp luôn cả nhà ơi. Cái lô này mà các chị không chốt được là uổng lắm luôn á. Cái bộ ngọc này rất là đẹp nè. Lấy luôn ngọc đi chứ Trang ơi. Cái mã ngọc này đẹp lắm, cái hoa của nó đẹp lắm. Em còn 2, 3, 5, 6. Hết 2 với hết 2, hết 4. Ủa quên, hết 1, hết 4. Đây cái hoa của nó nè mấy chị. Cái họa tiết nè. Em đứng gần cho các chị xem ha. Đẹp lắm luôn. Lên với em mã này là mã ngọc. Ngọc em còn được 2, 3, 5, 6. 125 ngàn một bộ. Chốt giúp em mã ngọc. Đây em đang mặc size 2 nè. Thấy chưa, thấy không? Bình thường em mặc size số 1 là nó ôm, nó vừa. Em mặc size 2 thì nó sẽ thoải mái hơn tí xíu. Nhưng mà nách đồ là em mặc vẫn là vừa hết nha. Ví dụ như eo mà em thấy hơi rộng tí xíu, em thích ôm thì em chỉ cần chích band vô thôi. Nên là ví dụ như size 2 hết, cái chị có thể lên size 3 được nha. Ok ha chị. Ngọc 6 em chốt cho chế Nhung Trần. Chị Nhung Trần là lấy 2 size đúng không chứ đẹp? Mình chốt 2 size đúng không? Em 1m58 nặng 50kg nha chị Nguyễn Cát Phượng. Chị chưa biết size thì chị cho giúp em cân nặng và chiều cao nha. Tại vì em thấy chị có một cái đơn hôm trước là đi không được nè. Có một cái đơn hôm trước là xin địa chỉ là chế chưa cho đó. Rồi xong rồi hôm sau gọi lại không có nghe máy. Nếu mà chị chưa có nhận đơn bên em lần nào thì vui lòng cho em cân nặng và chiều cao ha. Để em tư vấn size cho chính xác. Ngọc 4 hết rồi cô cả Tạ Thu Thủy ơi. Ngọc 2 cho chị Nguyễn Hương. Ngọc 2 em hết trơn chứ Thu Lê ơi. Dạ size 6 bao nhiêu ký? Size 6 là 70, 75, 76 ký trở lại chị. 75, 76 ký đổ lại mặc vừa tùy chiều cao. Các chị cho cân nặng chiều cao đi. Em tư vấn size cho nó nhanh, khỏi phải hỏi size đó bao nhiêu ký. Tại vì nó liên quan đến cái chiều cao của mấy chị nữa. Nên là mấy chị cho cân nặng chiều cao giùm em ha. Chị Hạnh Lê Thanh em thấy địa chỉ nhưng mà bên em gọi điện chốt đơn trực tiếp nha chị. Bộ beo 6 em không có bộ beo. Chứ Nhung Trần không có bộ beo. Hồi nãy em lên là mã bi, bi da nha chị ơi. Hồi nãy là bi da chứ em không có beo 6. Bi da xe số 5 em chốt cho chị Bảo Nhi. Ngọc 2 em hết trơn rồi chứ Thu Lê Ngọc. Hiện tại bây giờ em còn được 356 đó chị. 356. Năm mươi lăm ký cao, mét 55 trở lên là mặc size 2 đúng rồi đó chị Nguyễn Cát Phượng nha. Pizza size số 6 em chốt cho chế Nhung Trần. Lên giúp giùm em mã này là mã ngọc đi cả nhà. Mã ngọc đẹp lắm. Ngọc em còn được 356. Ngọc hiện tại em còn được 356. Cái chị đẹp chốt em ha. Mã ngọc 125.000 một bộ. Lên giúp em mã ngọc. Rồi mã này là mã kem nè. Chị nào mà thích cái màu sáng nhưng mà không bị chói là lấy cái mã kem này giùm em. Lên giúp em kem. Kem em còn từ size 1 đến size 6. Lên giúp em mã kem.
chị nào mà thích mặc cái màu sáng, màu nó gọi như là nó nhẹ nhàng ha, nhưng mà không bị chói, là cái chị chốt cái bộ này giúp em. Không bị nổi, không bị chói lấy cái bộ mã kem này. Lên giúp em mã kem. Chốt em mã này là mã kem đi cả nhà, mã kem. Lên giúp em kem ha. 1m50-60kg. 1m50-60kg mặc C4 nha chị ơi. Lên giúp giùm em mã em đang mặc là mã kem đi cả nhà. Rất là đẹp luôn. Chốt em mã kem ha, kem kèm size giúp em. Chị nhắn lại chị Hạnh Lê Thanh gì mà 1m25-35kg, chị nhắn lộn hả chị? Kem 3 em chốt cho chế Thi Hồng Loan Đỗ, ok chứ. Lên với em mã kem nha cả nhà. Đẹp lắm luôn á các chị. Cái bộ này chị nào mà thích màu nhẹ nhàng ha thì lấy bộ này. Sáng diện chốt cho chị Susie chưa quên. Ở sao có cái dạng bố hay rất là đẹp. Kem 6 em chốt cho chế Nhung Trần. Kem 6. Dạ. Ồ, cái bộ họa tiết này nó đẹp nè mấy chị. Họa tiết này em còn 1 3 4 5 6 luôn. Kem 1 em chốt cho chế Thí Ngô, kem 2 em chốt cho chị Nguyễn Hương là em hết kem 2, hết kem 1. Chữ 1 nãy cũng chốt rồi luôn á. Chữ 1 của chị Thí Ngô. Dạ. Nãy chị có lấy bộ nào chữ 1 không? Có rồi đúng không? Dạ. Của chị Thí Ngô đi đâu luôn. Kem 1 em hết trơn rồi chế Thu Lê, kem 2 hết trơn luôn rồi chị Kim Yến Phan. Phải Phan. Cái gì vậy trời? Lên với em bộ họa tiết đi. Họa tiết size 2 hả chị? Họa tiết size 2 hả? Rồi họa tiết em còn được 1, 2, 3, 4, 5, 6 nè. Kem 1 em hết, kem 2 em hết. Chị Nguyễn Hương, chị có mã Ngọc không? Mã Ngọc chị Nguyễn Hương, Ngọc 2 hả? Ngọc 2 chị Nguyễn Hương không có. Ủa có? Có chị Nguyễn, chị Nguyễn Hương có hai. Ngọc 2 còn có bộ đó. Chị Nguyễn Hương được 2 bộ rồi đó, chị nghỉ mua luôn. Trời ơi, chốt cái bộ này đi, đừng có nghỉ mua. Nó còn bao nhiêu cái họa tiết đẹp ở phía sau mà chế không chốt. Đây. Chế Thu Lê ơi, cái bộ này mặc là đứng bán hủ tiếu là đúng luôn. Bảo đảm luôn. Mặc là đắt, bán bộ này là bán trong vòng tiếng đồng hồ là hết là hủ tiếu. Đừng giận chết. Bộ này đẹp nè chị, bộ họa tiết này đẹp nè. Họa tiết này em còn 1, 2, 3, 4, 5, 6 nè. Dạ 1m55-54kg. Chế mở hàng cho em bộ này đi. Dạ. 1m55-54kg là mặc size số 2. Dạ, nha, gọn người thì mặc size số 2, còn nếu như trường hợp mình lớn tuổi thì mình lên size 3 giùm em nha chị. Nếu lớn tuổi thì hả mặc size 3, còn nếu gọn người trời. Tại người gọn bình thường thì mình mặc size số 2. Dạ 125.000 một bộ. Họa tiết size số 2 em chốt cho chị Trang Thùy. Họa tiết 2 kìa. Đơn của chị Bảo Nhi với của chị Nguyễn Hương là gửi luôn khỏi gọi. Họa tiết 5 em chốt cho chị Bảo Nhi. Bảo Nhi với Nguyễn Hương hả? Nguyễn Hương. Nguyễn Hương. Đâu rồi cái bộ này là Nguyễn Hương rồi bộ này. Ok. Chị Kim Hoa ơi, đơn của chị là chiều nay em đi đơn với chị. Họa tiết 3 cho chị Lâm Thị Trần. Là đơn của chị đi đơn luôn hay là gọi chốt đơn chị ơi? Đơn của chị Kim Hoa em gửi luôn nha. Đơn của chị Kim Hoa gửi luôn nha chị. Họa tiết 3 cho chế Trương Hạnh luôn, hai bộ họa tiết 3 chị. Wow. Họa tiết 3, hai cái họa tiết 3. Họa tiết 5. Cái họa tiết 2. Cái bộ chữ với bộ pizza đẹp nè chế Thu Lê, em còn size 1 nè. Rồi bộ bông vàng em cũng còn size 1 luôn. Bông vàng em còn từ size 1 đến size số 6 nè. Cái bông vàng này đẹp quá mấy chị ơi. Bông vàng này mặt trắng lắm nè. Bông vàng em còn từ size 1 đến size 6. Cả nhà chốt em mã bông vàng. Lá nữa nè. Trời ơi cam này đẹp. Nó còn bao nhiêu bộ size 1 nó đẹp. Bông vàng 3 cho chế Thi Hồng Loan Đỗ. Dạ đơn của chế Đính Kim đi đơn luôn khỏi gọi. Nó nuôi chứ. Đây bộ bông vàng. Bộ bông vàng này đẹp lắm cả nhà. Bông vàng này mặc lên là bao trắng luôn ha. Bao trắng da luôn. Lên giúp em mã bông vàng. Bông vàng em còn từ size 1 đến size 6. Chốt em mã bông vàng.
Bộ bà ba nút thắt quần ống suông 125.000 bộ. Bông vàng size số 3 cho chế Trương Hạnh. Chế Trương Hạnh là size 3 đúng không ta? Ok, bông vàng 3 cho chế Trương Hạnh. Bông vàng 6 thì chốt cho chế Nhung Trần. Bông vàng 3 cho chế Bùi Ngọc Tiên. Bông vàng 3 cho chế Trương Hạnh. Rồi ok, rồi bông vàng 6 cho chế Trang. Bông vàng 3 cho chế Quỳnh Lựng. Chị không? Chị làm gì chị ngút ngút chị kìa chị. Thái độ kìa. Bông vàng 3 cho chế Liên Bùi. Chốt một hồi mà không đủ. Bông vàng 1 em chốt cho chế Thu Lê. Đơn hàng của chế Trương Hạnh gửi luôn khỏi gọi chứ anh. Ok, đơn của chế Trương Hạnh đi đơn luôn khỏi gọi. Bông vàng 2 với 6 cho chế Thái Hoàng Hoa. Họa tiết xe số 3 cho chế Thanh Loan. Họa tiết 4 cho chị Non Phạm. Họa tiết 4 cho chế Non Phạm. Chế Non Phạm lên giúp em cân nặng chiều cao kèm theo số điện thoại đi chị. Chế Non Phạm đã có lên cân nặng chiều cao rồi đúng không chị? Đúng rồi. Chị là cho giùm em số điện thoại nha chế Non Phạm ơi. Cho giúp em số điện thoại nha chế đẹp. Áo lẻ là ba em có đó chị. Chị Thanh Loan ơi, chị Thanh Loan 60kg. Chị Thanh Loan cao bao nhiêu vậy cho em xin thêm cái chiều cao đi chị. Áo lẻ bà ba là cái lô mà bữa giờ em like cho mấy chị đó, nó còn lại một số cái họa tiết đó mấy chị, chủ yếu nó còn size 4, size 5 và size 6 bỏ vô trong cái bọc luôn, thả xả từ luôn nhà tôi giúp ảnh. Được cái họa tiết 4 này cho chị. Đặng Trần này chưa có số điện thoại. Dạ, yeah, đợt này bông đẹp lắm á chứ Trần Ngọc. Lên với em bọn này ạ. Bộ bi đen cả nhà ơi. Bi đen em còn 1, 3, 4, 5, 6. Bi đen em còn được 1, 3, 4, 5, 6. Cái chị đẹp chốt em mã bi đen ha. Ok. Chế ơi, nếu mà ngực của chị 100 là bình thường chị mặc bên em size số mấy vậy chị? Ơi ngực 100 là mặc lên tới size số 5, số 6 chị mặc mới vừa nha chế. Chứ size số 3 mình mặc không có vừa đâu. Bình thường chị mua đồ bên em là size số mấy? Chị nào mà ngực bự nhớ nói với em mấy chị ơi. Tại vì mặc á là coi chừng nó bị chọc cái ngực nha. Ngực 100 là lên tới size số 4, số 5 hoặc số 6 gì mặc mới vừa đó. 4 với 5 chứ 3 em sợ chị mặc không vừa đâu. Cho em xin cái chiều cao đi chị. Rồi là coi lại giùm em bữa giờ chị mặc size số mấy chị mặc vừa ha. Mua hàng tại em thấy chị khách cũ bên em là B3 em chốt cho chị Lê Thị Cẩm Thí. B6 em chốt cho chị Nhung Trần. Thấy B6 đây đây. B đen 5 cho chế Mai Nguyễn. Em đang mặc là bi đen nha các nhà. Bi đen 5 cho chị Trần Thanh Tiền. Bi đen 5 em chốt cho chị Trần Thanh Tiền. Dạ 125.000 bộ nha mấy chị. Bi đen em còn được size 1, size 3, size 4, size 5 và size 6 chứ. Bi đen 6 cho chế Hoa Lục Bình. Bi đen hiện tại em còn 1, 3, 4, 5, 6. 125.000 một bộ bà ba nút thắt em đang mặc. Rất là đẹp luôn. Lên với em mã bi đen nha cả nhà ơi, bi đen. Bi đen 3 cho chị Ngọc Soàn. Bi đen 3 em chốt cho chế Ngọc Soàn. Chị Trần Thanh Tiền, chị chốt bi đen bi da luôn hả chị? Đúng thì ok giúp em nghe. Dạ thun lỗ nha chị Kim Giáp Nguyễn. Thun lỗ đẹp lắm. Thun lỗ là em tự tin em bán cho mấy chị luôn. Em chào chị Thúy Sang Ly. Đây em mặc lại cái bộ bi da cho các chị vào sau. Các chị chưa thấy cái bộ bi da nè. Dạ ok chị. Bi da em còn 1, 3, 4, 5, 6 luôn. Của chị là bi đen với bi da 5. Bi đen 1 em chốt cho chị Kim Yến Phan Thị là em hết bi đen 1. Bi da luôn đó nha em. Nhung đen, bi đen. Bi đen đó, nguyên cái đó là bi đen đó. Rồi lên giúp em mã này là mã bi da đi các chị. Bi da, bi da hoặc các chị lên mã da không cũng được nha. Bộ này em còn 1, 3, 4, 5, 6 luôn nè. Không, size 6 80kg mà không vừa chị. Size 6 này có 75-76kg, tối đa 77kg. Chị Trần Thanh Tiền là bi da với bi đen size số 5. Đây, bộ em mặc là bộ bi da nè. Đẹp lắm luôn á cả nhà. Chất liệu vải nè, cái chị coi giãn 4 chiều giúp em ha. Rất là đẹp luôn. Rồi là mình hết bi đen 1. Bi da em còn được 1, 3, 4, 5, 6. Cả nhà chốt em mã bi da. Rồi em dơ lại họa tiết cho các chị xem ha. Ờ, cái bộ mã chữ này cũng đẹp nữa nè mấy chị. Chữ em cũng còn 1, 3, 4, 5, 6 luôn. Hết 2. Xay 2 nó hơi bị ít đó mấy chị. Em chế nào xay 2 thì tranh thủ chốt. Hết 2 cái chị có thể lên 3 được nha. Tại vì cái form này nó cũng gọn thôi. Mấy chị có thể lên size được.
pizza size số 3 em chốt cho chị Lê Thị Cẩm Thúy. Pizza 1 em đang mặc chưa chốt rồi. Dạ. Pizza 1 cho chị cô 6 miền Tây. Pizza 1 cho cô 6 miền Tây. Lên chữ đi mấy chị, mã chữ này đẹp lắm nè. Chữ lên góc mặt rất là có duyên luôn. Bình thường em bảo đảm là không chị nào mà ra mua cái khúc giải này may bà ba bộ đâu. Đó. Em lên sẵn cho cái chị nè, cái chị đẹp nhà em chốt đi. Tại vì giờ thường là mấy chị ra mấy chị lựa bông, lựa hoa đồ này kia chứ ít có khi nào mà mai bà ba mà lựa mấy cái này lắm. Chữ 4 em chốt cho chế mọi hí. Lên với em mã đặt đang mặc là mã Pizza ha, Pizza. Đẹp lắm luôn nha cả nhà. Đây em mặc mã chữ cho cả nhà mình xem lại ha. Mấy cái bộ mà đẹp đẹp lạ lạ đó là em mặc tới mặc luôn cho mấy chị xem. Còn thiếu bộ ngọc 3 chị. Còn thiếu bộ ngọc. Đây là mã chữ nè. Ngọc 3 cho chị bi đen 3, ngọc 3 với bi da để làm mẫu. Chị Thanh Loan size 3 đúng không? Ngực 100 là chắc chắn mặc size 3 vừa đúng không chị? Chứ em thấy ngực 100 là mặc size 3, cái bộ này là không vừa rồi đó nha. Chị cao bao nhiêu chị? 60kg cho em xin cái chiều cao. 65kg. Chị ơi cho chiều cao chị ơi. 65kg cho em xin chiều cao ngực, luôn. Ngực thì 95, eo 78. Chị cho chiều cao nữa nha chị Kim Giác Nguyên. Lên với em bộ này đi cái chị. Chốt em mã này là mã chữ nè, rất là đẹp luôn. Mã chữ kèm size giúp em nha. Lên với em mã chữ. Chị cao 1m62, 65kg. Mặc size số 4 chị ơi. Ngực 95, eo 78. Mặc size số 4 nha. Rồi size 4 này chị Kim Giác Nguyên. Về ví dụ cái eo của chị nhỏ mà chị về chị mặc cái eo nó rộng thì mình nhấn ben vô. Chứ để thôi cái ngực mặc không có vừa. Cân nặng chiều cao của chị là mặc chuẩn size số 4 luôn. Rồi chị chốt mã chữ thì lên mã chữ 4 giúp em nha chị. 1m6 60kg là mặc size 3 nha chị Thanh Loan. Cân nặng chiều cao mặc size 3. Nhưng mà nếu mà chị đã mua bên em size 3 chị mặc vừa rồi chốt size 3. Còn cái ngực 100 đó là hên xui nha chứ. Nó nằm ở bên cái cọc size 3. Vậy là bia da 2 còn nha. Pizza 2 em còn nè, hồi nãy chị nào chốt pizza 2 mà em báo hết nè, chốt lại giúp em đi mấy chị. Pizza 2 còn sót một bộ. Bây giờ nhiều khi mà nó bỏ cái bi đen size số 2 cũng còn nữa nè. Ừ, chị rút bên cặp số 3 đó. Kìa số 2 kìa chị, rút ra luôn đi chị đẹp. Đi cho mắt lồn bỏ lại dặn nó bỏ phía lên đây á, đặng nhìn luôn nó bỏ làm sao không mà không có kiểm tra được. Hồi tối là chị dặn mà quên rồi đó, chị nói thọ rồi cũng có coi xem lại thì tôi tưởng bỏ lộn hết. Bi đen 2 em còn, bi da 2 em còn luôn nè. Rồi chữ 4 em chốt cho chị Kim Giác Nguyên. Quả tiết 4 em chốt cho chiếc khu đẹp. Bi da size số 2 cho chị Tho Nguyễn. Chị Thanh Loan chốt giúp em là chữ 3 đi chị. Lên giúp em mã chữ 3 đi chị. Cái mẫu á, cái mẫu bây giờ nãy chị rút còn ở đây nè. Chị Thanh Loan lên giúp em là chữ 3 đi chị ơi. Để em chốt nha. Rồi lên giúp em mã họa tiết đi cả nhà. Họa tiết. Họa tiết 4 nè. Coi còn lộn cái nào vô nữa. Ừ, bởi vì mỗi lần bỏ là chị phải lật lên. Họa tiết em còn 1 3 4 5 6. Họa tiết em còn 1 3 4 5 6 nè mấy chị. Chữ 3 em chốt cho chị Thanh Loan. Chữ 3 em chốt cho chị Ngọc Lan. Da 2 là nãy chị da 2 đó đúng không? Đúng rồi chị. Bi đen size số 2 cho chị Tiền Tiền. Nè em. Có màu không em? Bi đen size số 2 cho chị Thoa Nguyễn. Là hết bi đen 2 nha. Bộ em mặc giá 125.000. Bi đen 2 em hết rồi chị Nguyễn Nhạc. Chữ 3 2. Bi đen 2 bây giờ em hết rồi. Chốt 2 bộ là hết rồi. Chữ 4 cho chị Non Phạm. Ủa mà chữ đẹp quá chị ơi. 4 hình như còn có 1 bộ nữa nha. Đây thẻ cho chị đi bé, bé thẻ cho chị đi bé. 125.000 một bộ nha cả nhà ơi, chốt không lỗ giúp em ha. Bộ bà ba nút thắt quần ống suông. Rất là đẹp luôn. Chữ size 5, họa tiết size 5 em chốt cho chế Thiên Hồng. Chữ size 5 cho chế Úc Diễm. Cái đó size 6 nha. Đi
họa tiết size số 1. Họa tiết đây là còn là gì? Họa tiết 1 cho chế Thảo Nguyên. Chế Thảo Nguyên lên giúp tìm em số điện thoại. Chế Thảo Nguyên ơi, với chiều cao luôn, chữ 4 cho chế Gia Vi. Một bộ họa tiết 70kg cô cho giúp giùm con cái chiều cao đi cô Nguyễn Niệm ơi. Cô Nguyễn Niệm cho con xin thêm cái chiều cao nha. Không lỗ nha chị Ngọc Lan. Lên với em mã này là mã lá. Lá em còn từ size 1 đến size 6. Em chào chị Võ Mai. Lên với em mã lá, cái chị mã lá. Lá em còn từ size 1 đến size 6. Cả nhà chốt với em mã lá. Một mét 50, 47kg, gọn người không chị Thảo Nguyên ơi? Gọn người thì mặc size số 1, không thì lên size số 2 dùm em chị. Nếu mà chị gọn người eo tầm khoảng 71, 72 trở lại thì chốt size số 1, còn không thì lên size 2 dùm em. Rồi chị chọn đi để em lấy size nha. Cô Nguyễn Niệm lên giúp dùm con cái chiều cao cô ơi. Để con biết con lấy size nha, tại vì cô lớn tuổi á. Rồi chị Thảo Nguyên là size số 1 đúng không? Rồi lên 1m50 rồi, em thấy số điện thoại của chị. Cô Nguyễn Niệm 1m55 mà nặng 70kg. Là cái bộ này con lấy cho cô size số 6 nha. Cô lớn tuổi cô mặc size số 6 đi cho nó thoải mái. Rồi con lấy cho cô một bộ mã họa tiết size số 6. Lá 2 em chốt cho chế Quỳnh Nguyên. Em chào chị Hoài Phương Nguyễn. Chị Tiền Nguyễn ơi, em có bộ bông vàng chứ không có bộ lá vàng. Em đang mặc là mã lá, còn bộ này là mã bông vàng. Chị lấy bông vàng hay lá? Hay là lấy hai bộ? Chị lấy bông vàng hay là lá? Em đang mặc là lá nha, một bộ 125.000 nha chị Kim Mai ơi. Một bộ chỉ có 125.000 thôi. Chị nào mà chưa có trải nghiệm cái thun lỗ thì mua mặc thử đi mấy chị. Em bảo đảm mặc sẽ rất là thích luôn nha, rất là thích luôn. Rồi mã lá size số 2 cho chị Tiền Nguyễn. Rồi hết lá 2 nha mấy chị. Em hết lá 2, lá hiện tại em còn 1, 3, 4, 5, 6. Dạ em không có 85kg chị ơi. Dạ em có tới size 75, 76kg hả chị. Chữ 4 gửi cho chị luôn khỏi gọi. Ok chứ khu đẹp là hết chữ 4 luôn á. Là em hết chữ 4 luôn nha cả nhà. Còn dạ đơn của chế Gia Vi dồn đơn hồi tối. Ok chế Gia Vi. Rồi mã đẹp em còn từ size 1 đến size 6 nè cả nhà. Lên giúp em mã đẹp. Đẹp em còn từ size 1 đến size 6. Các chị nhìn cái họa tiết nó nè mấy chị. Cái họa tiết ở ngoài nó đẹp hơn ở trên like nhiều lắm mấy chị. Ở ngoài các chị nhìn đẹp hơn. Đơn của chế Gia Vi dồn đơn tối đi luôn rồi. Chốt em mã đẹp. Ôi ôi cái bộ này lên nó xuất sắc chưa mấy chị. Cái áo này các chị có thể tách ra, các chị mặc với quần đen cũng được ha. Bộ này là tối mù. Ôi là trời. Chị mấy vậy? Chị ba. Rồi cái bộ nó xuất sắc. Cái bộ nó mà chê tối nữa rồi mặc bộ nào. Cái bộ. Không muốn lấy rồi mấy chế, muốn nói gì muốn chế nói rồi mấy chế. Đẹp luôn á. Đẹp bốn em chốt cho chị mọi thứ. Trời ơi trời, cái bộ dung này mà tối. Mấy chị có thấy cái bộ này màu nó tối không mấy chị? Ôi ơi trời, bà chế nào vậy? Bà chế nào mà sao nhìn gì kìa vậy? Chị mọi thấy bữa nay dọn đơn đi luôn hết chị. Cái bộ nhí cam nè, nhí da nè hả? Mặc lên trắng tươi cái da luôn. Cái màu này mà che tối. Trời ơi em cũng xỉu với chế luôn á chế ơi. Chế nào mà 48kg, eo 76kg cho em cái chiều em cao. Em chờ chế coi lại. Dạ ok chị mọi thấy. Chị bao khoan cho em cái chiều cao đó nha. Chị mọi thấy đi đơn luôn. Đúng rồi, dọn đi đơn luôn. Dạ ok chị. À, trời cái bộ dung mã nhí da đó em hỏi em mặc lên trắng tươi luôn á. Cái bộ đó nhìn ở ngoài á là ai cũng khen trơn á mấy chị, ai cũng nhìn vô là mặc vô cũng là trắng da cho nó rất là đẹp. Dạ đơn chế Tiền Nguyễn đi đơn luôn. Ok chế Tiền Nguyễn 63 chị. Chốt trước giùm em mã này nha mấy chị ơi. Lên giúp em mã này là mã đẹp nha. 1m55, 48kg, eo 76. Nếu mà eo của chị to thì lấy lên size 2. Rồi vậy bộ bà ba em lấy cho chị size 2 nha. Của chị bao nào đấy? Chị Bao Phan chưa mới hỏi thôi chứ chưa. Chị Bao Phan mặc size số 2. Đây cả nhà ơi, cái bộ này các chị nên lấy nè các chị. Cái bộ này em còn được size 3, size 5 với size 6 nè. Chị Phạm Thị Sơn 356 lên giúp em mã nào. Chị comment gõ thôi giúp em, các em chụp em chưa hiểu.
Chị Coco Man, chị Coco Man là 65kg cao bao nhiêu vậy chị Coco Man? Em lấy cho chị size số 5. Mã đẹp size số 5 cho chị Kiều Kiền Vu. Chị Coco Man ơi, cái bộ đó là bộ nhí da. Bộ nhí da ha, chị lấy size số 5 đi, 65kg dương mặt size số 5 đi chị. Chị Kiền Vu cái này dồn đơn luôn á chị, hồi tối chị có. Còn có một bộ duy nhất á chị lấy đi, em lấy nha. Em chị ok không? Em lấy cho chị nè, để chị Kiền Vu dồn đi luôn hay sao chị? Mã ngọc em còn được size 3, size 5 và size 6 nè, cái chị có bộ ngọc này đẹp lắm. Ok chứ cô công an. Rồi. Dùm. Cái bộ đó là em chấp mọi loại da, mọi nước da luôn á, da ngâm, da trắng, da gì cái chị mặc cũng đẹp trơn á, cái bộ đó đó mấy chị. Bộ nhí da đó đó. Chị Tiền Nguyễn ơi, chị Tiền Nguyễn lấy bộ dung hay gì chị? Bộ dung nhí da size số 2 hay sao chứ đẹp ơi. Rồi em đang mặc là mã ngọc đi cả nhà. Ngọc em còn được 356, cái bộ này đẹp lắm các chị. Cái bộ ngọc này rất là đẹp nè. Cái họa tiết ở ngoài nó đẹp lắm mấy chị, nó hơi có màu tím tím nè ha. Nói chung là cái họa tiết này đẹp. Cái họa tiết này là mặc đó là phù hợp với nhiều lứa tuổi. Các cô trung trung niên các cô mặc cũng ok nha các cô ơi. Em đang mặc là quần ống suông nha chị Tôn Lệ. Ngọc Ba em chốt cho chị Quản Chí Thơ. Em đang mặc là bộ bà ba quần ống suông. Rất là đẹp luôn. Em đang mặc cái bộ này là size 3 đó. 55-60kg. Ở đâu tự nhiên cái bộ này đâu quăng này, mã đẹp số 5 tự nhiên quăng này vậy. Này cam mà. Đẹp năm. Đẹp là cái bộ khác chứ. Cái đó là mã cam, đẹp là đúng rồi. Size 6 hả? Cho anh trả lại nè. Nó nặng 6 vậy? 6 trời ơi. Ôi nãy giờ coi chừng chế rút lộn á nha. Không, chị bỏ vô thì chị có cái cọc ở, cái dòng ở ngoài cùng là size số 6 chứ. Cái trong số 5 là ngay chân đó. Chị là 5 đó. Cái con đẹp nó nặng đâu rồi. Thằng này. Trời ơi, cô không coi lại là xong. Tôi thấy cái bông gì nó không có giống gì hết. Rồi Ngọc Ba. Ngọc Ba để nha. Còn bộ em không có nhí, không có mã nhí chị Tiền Nguyệt. Cái bộ chị nãy chốt nhí da đó là cái bộ dung nha. Chị Ngọc Lan ơi, mã chữ em không có size số 2. Chị không lấy thì em xả cái chữ 3 ra nha. Chữ em hết chân size 2 rồi. Mình nhấn ben vô tí xíu là mặc vừa rồi chị nha. Ớn bớt là chị còn cân nặng chiều cao bao nhiêu. Còn bộ cấp tân bà ba không em giả hết trơn rồi chị Coco Man ơi. Cấp tân bà ba em hết rồi. Rồi lên giúp em bộ em đang mặc là mã ngọc đi cái chị. Mã ngọc em đang mặc là còn được 356. Lên giúp em mã ngọc. Rồi mã này lên giúp giùm em là mã kem nha. Em lên lại cho mấy chị rồi xong rồi em qua mẫu. Lên giúp em mã này là mã kem. Mã này là mã kem. Kem em còn 3, 4, 5, 6 luôn. Lên giúp em mã kem. Cho em lại cái bộ mã cam đi chị. Rồi mã này lên giúp giùm em là mã cam nha. Mã cam là cái áo này nè. Cái bộ này chấm bộ vàng. Bỏ hai cái này tôi không biết được luôn. 125.000 một bộ. Mã ngọc size số 5 cho chiếc Kiền Vu. Rồi ok chị nha. Về nhấn nhẹ cái ben vô là mặc vừa rồi chị nha. Bộ này không có rộng đâu. Lên với em bộ này là mã cam nha cả nhà, mã cam. Em đang mặc là mã ngọc, lên với em mã cam. Rồi chốt em bộ này là bộ bi đen. Chốt em bi đen cam 6 em chốt cho chiếc Trang. Vải thun lỗ nha chị ơi, 125.000 một bộ ạ. Lên với em bi đen, bi đen em còn được 3456. Dễ hơn, cam 6. Bi đen em còn được 3456, cả nhà chốt giúp giùm em ạ. Dạ cô Lê Hằng. Lên giúp em mã này nha các chị ơi, chốt em mã này ạ. Mã này lên giúp giùm em là bi đen em còn được 3456. Rồi mã chữ nha, chữ em còn được 3456 hết 4. Chữ em còn được 356, 1356 em hết 4, còn được bộ 1 nè. Chữ em còn 1356. Rồi mã lá, lá em còn được 13456. Chốt em mã lá. Bi đen 4 em chốt cho chế mọi hí. Mã lá em còn được 13456. Bi đen 3 cho chị Rosie Dương. Bi đen 3 cho chế Rosie Dương. Bi đen 4 em chốt cho chế Ngọc Lan. Bi đen 4 cho chế mọi hí. Ở chị mọi hí. Bi đen 4 này chị mọi hí có chưa? Chưa. À có rồi nè, có rồi. Có rồi hả? Bấm 2 bill. Em bấm 2 bill. Kem 3 cho chế Kim Yến Phan Thị.
Bộ em đang mặc size số mấy chứ Lê Lai ơi? Bộ em mặc chứ lấy size mấy, em còn được 3, 4, 5, 3, 5, 6 đó. 3, 5, 6 chứ lấy thì lên giúp em Ngọc kèm size. Cái lấy thì lên giúp em Ngọc kèm size nha. Đây cái bộ bông vàng đẹp lắm. Chị Lan Thiên Dương ở trên trang xí điệu Cần Thơ cho em lại em luôn bên đây luôn nghỉ. Cho xin lại số điện thoại. Chế Rosy Dương lên giúp em con nặng. Ông lên giúp em số điện thoại chế Rosy Dương ơi. Chưa có lưu được số điện thoại rồi chế đẹp ơi. Chị Lê Lai bộ em mặc là mã Ngọc. Chị lấy size số mấy lên giúp em Ngọc kèm size nha. Ngọc em còn 3, 5, 6. Cái bộ bông vàng này nè các chị, mặc không có bị chói đâu nha. Cái bộ này các chị mặc lên rất là trắng da luôn á. Mặc vô là nó nịnh da lên liền luôn, rất là trắng. Bộ này các chị mặc với quần đen, quần màu vàng, quần màu trắng gì cũng đẹp hết nè. Các chị có thể tách ra ha. Bình thường không thích mặc nguyên bộ thì tách ra. Ngọc ba cho chế Lê Lai. Ok chế Lê Lai. Lên với em mã bông vàng đi các chị, bông vàng. Đẹp lắm các chị. Cái giải rất là đẹp luôn. Bông vàng. Rồi lên với em mã này là mã đẹp. Đẹp em còn từ size 1 đến size 6. Lên giúp em mã đẹp. Cái họa tiết ở ngoài nó đẹp lắm mấy chị ơi, nó đi chi tiết chả nhỏ nhỏ nhiều lắm ha. Lên giúp em mã đẹp. Đẹp em còn 1 tới 6. Chị một bộ mã lá, một bộ mã ngọc, chị Phạm Thị Sương. Chị ơi, chị xây mấy vậy chị Phạm Thị Sương? Còn chị một bộ mã lá, một bộ đây nè, đây nè, đây nè, đây nè. Chị Phạm Thị Xuân cho em cân nặng chiều cao kèm theo số điện thoại chị ơi. Có số điện thoại rồi thì cho em cân nặng chiều cao nha. Bông vàng 4 cho chiếc kim giác Nguyễn. Một bộ mã lá, một bộ mã ngọc. Đúng thì ok. Đơn của chị hồi trưa là chưa có đi, chiều mới đi nha chị Nguyễn Thị Vân. Alo vậy dù nghe ạ. Chị Phạm Thị Sơn đúng thì ok giúp em nha chị. Một bộ mã lá, một bộ mã ngọc. Rồi em chuyển vậy thì chị mới giùm chị lên sao. Ai gửi thì chị cũ hoài vậy chàng. Cái đó là cái gì vậy em? Rồi lỗi trẻ hổ sao. Có cái đó là ở trong đó cái bọc bự không? Chị Rosy Dương, chị cho em lại số điện thoại bên trang xí điệu Cần Thơ. Em lưu hai bên, mai mốt chị chọn bên nào cũng được nha chị. Em khỏi em gửi về địa chỉ, địa chỉ thì chị giùm chị lên 19 đường số 54. Ừ, khu dân cư 586. Phú Thứ, cái răng Cần Thơ. Ủa cái đó có tên của người gửi không? Chị ơi, chị cho trên trang giúp em luôn nè chị, để em lưu lên đi post luôn á chị. Phương Nguyên hả? Chị cho trên đây luôn đây đấy, em nhắn Phương nó Uyên. Lại Phương Uyên đổi gì vậy? Ủa, à, nhận cái áo, cái áo. Rồi 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 gửi về giùm em ha. Cái ủa sao ở bên mình cái hàng đổi trả mà sao gửi về kỳ vậy ta? Con gửi về thì chị cũ vậy. Cái đó là thu về một áo. Có đâu, cái đơn hàng hoàng, cái đơn hàng nổi thì lúc nào là cũng cái đơn hàng nổi, ví dụ như thu hàng về trên đó nó có cái mã số sẵn thì cái con là lúc nào cũng gửi về địa chỉ bên em chứ. Ừ. Ừ, hôm bữa bên nhóm đó. Mới hôm qua đó. Ừ. Bông vàng 4 em chốt cho chiếc kim phụng. Bộ em đang mặc hết size 1 rồi chế trần hậu. Còn 3 hả? Bộ em mặc hình như còn 3. Đúng rồi, bộ em mặc là còn 3. Chị Hằng Ngọc mới cọc 200 giữ đơn lại cho chế Hằng Ngọc. Ok chế Hằng Ngọc ạ. Ok em nhận được nha chế Hằng Ngọc. Để em nói với bạn giữ bill lại, giữ đơn lại cho chị. Rồi để em mặc bi đen cho. Em bấm cái bill của chị Hằng. Bi đen em còn được 3, 4, 5, 6 nè các chị. Chị Hương cho cái lô ống rộng đó xuống giùm em đi chị Hương. Đúng rồi. Bi đen em còn được 3, 4, 5, 6 cả nhà ơi, rất là đẹp luôn. Bi đen. Chị Rosy Dương bên em sẽ gọi điện chốt đơn trực tiếp nha chị. Em sẽ xin lại số điện thoại của chị ở trên lúc tìm lạp xưởng đi mấy chị ơi, quên bán lạp xưởng nữa. Lạp xưởng hôm nay em về mà em còn được tầm khoảng 5 kg.
em còn được tầm khoảng 5 kg. Cái chị đẹp nha, em có dùng thì mình đi đơn chung với đơn quần áo luôn ha. Đạp xưởng hôm nay rất là ngon, đạp xưởng hôm nay rất là ngon cả nhà ơi. 1 kg 160 ngàn. Dạ, bỏ vô nồi chiên không dầu. Đó, chị đẹp nhà em ơi, nướng lên rất là thơm và rất là ngon luôn. Ăn không cũng ngon, cơm chiên với cơm cũng ngon ha. Đúng, ăn với cơm trắng là ngon rồi. Nhà em đứng một chút. Cắt đôi ra, cái chị đẹp nhà em quét lên một cái miếng lớp dầu ăn hay dầu ha, dầu ăn. Rồi xong rồi cái chị, hoặc là dầu dừa, chị nào có dầu dừa ép lạnh đó, quét lên. Xong rồi bỏ vô nồi chiên không dầu, nướng lên. Nha, hoặc là cái chị chiên bằng nước cũng ok. Rồi, 160.000 một ký. À rồi, em yên tâm đi chị, mọi thứ hồi vô mà có cái nào trùng thì xả nha chị. Chị Ngọc Lan ơi, nếu như mà mẹ chị không có thích đó, thì chị hỏi kỹ mẹ chị đi nha. Chữ 4 thì em hết trơn rồi nha chị ơi. Chị mọi thứ xả mãi gì? Một chút xíu chị nói mấy bạn chốt đơn của chị có đi đơn luôn không chị? Đi đơn nhưng mà cái nào trùng thì xả. Không, đâu có trùng đâu, trùng với cái bộ của chị ở nhà mình sao mình biết. Em xả dùm chị nghe trùng bông. Coi chị Mọi Hí mã số. Chị Mọi Hí là mã số 52 á chị, 52 rút ra cái mã đẹp giùm em đi. Xả đẹp. Mã đẹp rồi của chị Ngọc Lan mã số 55. Xả luôn giùm em cái bộ bi đen. Đúng rồi. Dạ bi đen còn size 5 nha chị. Rồi bi đen, bi đen của chị Ngọc Lan mã số 55. Lúc bi giùm em. Rồi nãy giờ rút lộn không luôn, phải kiểm tra lại. Cái đó là mã cam đó chị, rút đúng không? Bỏ cái bi đen size số 4 ra, một hơi kiểm tra lại đi cho chắc ăn chứ. Dạ bi em còn size 5 nha chị Hằng Ngọc. Ngọc Lan là xả bi đen. Không thì em lại đây đi chị rút. Bi em hết size số 2 rồi. Bi em còn size số 5 á chị Hằng Ngọc. Bi đen em còn 3, 4, 5, 6 cả nhà ơi. Bi đen em còn 3, 4, 5, 6 Phạm, bi da, cái bộ bi da hồi nãy chị bi da 3 lần còn phải không? Các chị còn bi da. Rồi ok, em chốt cho chị Ngọc Thảo Phạm bi đen với bi da size 3. Là em hết bi da 3 luôn nha mấy chị. Đây là chị gái. Rồi lạp xưởng đi mấy chị, lạp xưởng nha, lạp xưởng 160.000 một ký. Một ký như thế này là 2 túi nha các chị, 2 túi. Rất là ngon luôn. Cho em số điện thoại. Các chị lấy nửa ký cũng được, nửa ký thì 80.000. Rất là ngon cả nhà nha. Rồi, em còn tầm khoảng 5 ký, chị nào dùng á thì chốt giúp em luôn nha mấy chị ơi, rất là ngon. Mấy chị mà chốt đơn bên Trang Xí Điệu Cần Thơ cho em số điện thoại em lạp luôn. Lạp xưởng hôm nay các chị lấy đi, lạp xưởng rất là ngon luôn. Chị lấy 2 giùm mà sao không gọi cho chị. Chị đặt hàng không có thành công là không có gọi đấy chị Nguyễn Hiền. Đơn khi nào mà em đọc tên mấy chị ha, mấy chị được bấm bill thì cái đơn đó mấy bạn nhà em mới gọi. Còn mấy chị chốt lúc nào em đâu biết, đâu có đơn đâu mà bên em gọi. Bộ nào mà mặc ôm thì gửi lại cho em, chị Thảo My chụp hình gửi qua giùm em mấy bạn coi coi, còn size lớn hơn thì mấy bạn đổi cho chị. Chị Nghi Trần nửa ký lạp xưởng, ok chị. Nhiều khi do là cái lúc mà mình cắt á mấy chị, em giải thích cho mấy chị như thế này nè. Cái vải á, là bên em á, là cắt là chải, cái lớp vải là cắt bằng máy chứ không phải bằng cắt bằng laser nha. Cắt bằng laser là cái chị lên trên máy á, cái chị định sẵn ở trên đó và cắt mỗi một lần có một cái lớp vải thôi thì nó đâu là nó chính xác đó, mai ra cỡ nào là nó có một cỡ một. Còn vải ở đây á, là em cắt là em chồng vô cỡ chừng 30 lớp vậy đó, nên là khi mà mình cắt á, mặc dù nó cùng một size nhưng mà có thể là có những cái lớp vải nó bị vặn á,
đúng không, nó bị trượt ra khỏi cái khung đó thì nó sẽ có những cái trong cùng một size, có thể là có bộ nó nhỏ hơn, có bộ nó bự hơn tí xíu, là cái đó là bình thường. Mấy chị mặc không vừa thì mấy chị gửi lại giùm em, bên em đổi size cho mấy chị nha. Chứ cái đó thì cái đó rồi trong cái lúc may nữa, thợ họ bây giờ họ người ta may là dắt vừa, dắt sổ vừa may luôn. Đôi lúc đó, thợ lỡ tay một cái là thợ gọt bị phạm, cái bộ đồ nó cũng bị lọt nữa mấy chị. Tại vì cái này á, là may theo cái kiểu truyền thống của mình, chứ không phải là tụi em may theo cái kiểu mà xí nghiệp cao cấp mà phải có KCS để mà kiểm tra từng bộ đâu, nó chuẩn ở đó là không phải nha. Nó nên là cái chị đẹp nhà em á, là chỉ là hoan hỷ giùm em cái vấn đề đó thôi. Còn trong một size mà bộ này bự hơn bộ kia hoặc này kia là nó bình thường nha mấy chị. Vải nó rất là trơn nha, nhưng mà mình cắt đôi lúc là nó cũng phải có bị lệch. Trong 100, 200 bộ thì nó cũng phải có chừng 10 bộ là nó bị lệch cái size, nó bị ngắn tí xíu, dài tí xíu, bự tí xíu, nhỏ tí xíu. Rồi lên giúp giùm em mã này là mã họa tiết. Lên giúp em mã họa tiết. Đơn của chị có bấm bill thì chị coi lại giùm em coi chị có dặn đi đơn luôn không, là cái thứ nhất. Cái thứ hai là ở bên em gọi chị có không nghe máy hay là mấy bạn gọi chưa tới nha. Chị Ngọc Thảo Phạm lên giúp giùm em số điện thoại. Chị Huỳnh Hoàng ơi, đùi size 5 em không có còn nha chứ ơi. Các chị chụp hình gửi qua bên Zalo giùm em ha, hoặc là cái số chốt đơn cho mấy chị đó, mấy bạn đều có Zalo hết, chụp gửi qua bên đó giùm em. Chụp bộ đồ gửi qua xong thì vui lòng nói giùm em cái lý do chụp cái bộ đồ đó. Trời, có nhiều bà chị á chụp hình gửi qua không à, không phải là chuyện gì tụi em cũng nhớ nha mấy chị, nhiều khi gửi không có đúng á. Mấy chị chụp hình mấy chị gửi qua chứ mấy chị cũng phải cho em một cái thông tin là cái bộ đồ đó nó bị cái gì nha. Em ơi, cái bộ đồ này nó bị chật, em coi còn em đổi size lại giùm chị, cho giùm em cái số điện thoại luôn, nhắn giùm em thêm một cái. Càng rõ ràng thì tụi em giải quyết đơn hàng càng nhanh cái chị nha. Rồi, cái số điện thoại chốt đơn của các bạn á, cái chị chịu khó cái chị lưu lại giùm em đi. Trên mỗi cái số đó đều có xài Zalo hết. Ví dụ như có trục trặc gì về đơn hàng hay là cái chị thắc mắc cái gì đó, cái chị có thể nhắn qua đó cái chị hỏi mấy bạn giùm em. Đặc biệt là cái vấn đề mà đổi hàng nha, bị chật, bị lỗi, đổi hàng, chụp hình gửi qua bên đó cho nó nhanh. Nhiều khi gửi qua Messenger á, nó nhiều tin nhắn quá, nhiều khi tin nhắn nó bị trôi, em chắc không có kịp. Ok ha cả nhà. Còn hàng và hàng chật, hàng lỗi thì tất nhiên em bán em phải có trách nhiệm, em hỗ trợ cho mấy chị rồi, đúng không? Ví dụ gọng thì các chị có thể bóp vô tí xíu được, nó thoải mái, nhưng mà chật là chắc chắn phải đổi rồi. Họa tiết 1 em chốt cho cô Sáu miền Tây. Rồi, bi đen ha, bi đen em còn 3, 4, 5, 6. Có nhiều chị á, là mặt hơi ôm á, còn chờ. Cô Sáu miền Tây nghe điện thoại nha, cô Sáu miền Tây khách mới hả chị? Khách mới mà không nghe điện thoại bữa nay nữa là em quỷ bill đó nha chị, em xả nha. Sao rồi, sao không nghe điện thoại gì chết? Có đơn để ý điện thoại giùm em. Một chị á, thì có đơn chờ điện thoại hoài không thấy. Một chị thì gọi quá trời gọi luôn không nghe máy. Sao vậy? Con chào cô Lê Hằng. Lên với em mã này nha mấy chị. Rồi bộ này là bộ ống rộng nha. Bộ này là bộ ống rộng, 125.000 một bộ. Em lên cho cái chị bộ ống rộng lên kiểu khác mấy chứ ơi. Tương tác lên giúp em cả nhà ơi, tương tác lên giúp em với. Bộ này đẹp lắm nè mấy chị, bộ ống rộng. Tay lỡ. Lên giúp em, bộ em đang mặc là mã sơn thủy. Sơn thủy nha cả nhà, 125.000 bộ luôn, bộ ống rộng. Bi đen size số 5. Em chốt cho chị Bixito. Này đọc tiếng Anh luôn. Dạ đúng rồi. Lên với em mã em đang mặc là mã sơn thủy đi các chị, 125.000 một bộ. Em đang mặc là quần ống rộng. Còn bộ bà ba em mới vừa like xong đó là quần ống suông nha. Em đang mặc là quần ống rộng, ống nó to hơn xíu. Lên giúp em mã sơn thủy ha. Rồi quả này lên giúp em là mã nhí đỏ. Chốt em mã nhí đỏ. Quá đẹp luôn cả nhà ơi, chốt em mã nhí đỏ nha, nhí đỏ 125.000. Rồi chốt em bộ này là bộ bi hồng. Bi hồng lên giúp em mã bi hồng nha cả nhà, bi hồng.
Rồi bi vàng. Lên giúp em mã bi vàng cả nhà ơi, bi vàng đẹp lắm luôn nè cả nhà. Lên giúp em mã bi vàng. Xong cái này còn một số cái mẫu lẻ lẻ size em sẽ xả cho mấy chị nha. Chị Trần Tiến em thấy có một đơn từ chối nhận hàng nè, chế ơi, chế muốn mua là chế phải chuyển khoản 100% em mới nhận đơn lại nha. Zoom thì em còn, nhưng mà chị vô cái tít đỏ rồi, danh sách bơm hàng rồi chế ơi. Nhí hồng, lên giúp em mã này là mã nhí hồng nha cái chị. Nhí hồng, nhí hồng em còn 1, 3, 1, 2, 3, 5, 6. Lên giúp em mã này là mã nhí vàng, rất là đẹp luôn nha mấy chị. Nhí vàng 125.000 một bộ. Mấy chị đồng ý chuyển khoản 100% thì mấy chị hãy ok để em chốt ở trên live nha mấy chị. Có nhiều chị ok xong rồi xuống live gọi quá trời gọi luôn không nghe máy, hoặc là hẹn chuyển khoản, hẹn ngày này qua ngày kia, hẹn qua em thấy không thấy, xong rồi cuối cùng gọi không bắt máy luôn, rồi cuối cùng bên em cũng xả đơn luôn. Nên là mấy chị đẹp nhà em ha, em lưu ý là hẹn ok được á thì hả nhờ hả ok, còn nếu không á thì thôi mấy chị cứ chọn lựa chọn cái shop khác cái chị mua cũng được. Để đỡ mất thời gian cho cả hai bên. Em nhắc chung nha mấy chị, em nhắc chung nha, tại em bị hoài à, khổ lắm. Bộ bi da hả chị? Bộ bi da hả chị Rosie Dương? Bộ bi da em còn được 4, 5, 6 nha chị ơi. Lấy cái bộ mẫu đi chị, cái bộ này chốt rồi. Nhí vàng size số 4 còn không chứ? Em chốt cho chị Minh Chí Lê. Nhí vàng 4 à, sơn thủy 4 cho chị Minh Chí Lê luôn. Áo và ba tay ren là em còn áo màu. Chị Hằng Học ơi, áo màu mà áo cách tân đó chị. Còn áo truyền thống là em không có. Chị Rosie Dương hỏi bộ này đúng không chị? Bộ này em còn được 4, 5, 6 nè. Rồi chị Minh Chí Lê là em chốt cho chế hai bộ ha. Bộ em mặc với một bộ nhí vàng size số 4, 125.000 một bộ luôn. Lên với em mã này là mã caro đi cả nhà. Caro, bộ caro này cái chị mặc lên là cái eo nhỏ xíu luôn nè mấy chị. Lên với em mã caro cả nhà, caro. Rồi, bộ này đẹp quá. Lên với em mã đẹp luôn. Đẹp kèm size giúp em luôn nha cả nhà. Lên với em mã này là mã đẹp à. Chốt em mã đẹp. Dạ không nha chị Quản Chí Thơ, cái này em may quần ống rộng không ạ? Lên giúp dùm em mã này là mã đẹp nha cả nhà, mã đẹp. Mình mua dùm hay sao vậy chị Rosie Dương? Lên giúp em mã này là mã họa tiết nha cả nhà, họa tiết. Chớ em mã này là mã họa tiết, đẹp lắm cả nhà ơi. Mặc ống rộng đi chế Quản Chí Thơ, ống rộng này cũng đẹp nè. Dạ đơn của chế Thi Hồng đi, đơn luôn khỏi gọi. Đó lên em xem xong nha. Đây nha chị, bộ bi da. Chốt em mã này là mã pizza bộ bà ba, 125.000 luôn. Đây rồi chưa chết ơi, xong ha. Rồi em đang mặc là mã sơn thủy đi cái chị. Bộ này rất là đẹp cả nhà ơi. Bộ này lên kiểu rất là đẹp luôn. Lên giúp em mã sơn thủy, nó viền cũng đẹp nữa. Em mặc lại vài bộ cho mấy chị coi nữa ha, xong rồi em qua mẫu khác. Đơn của chị Minh Chí Lê dồn với một cái áo và ba. Ok chứ Minh Chí Lê, lên với em mã này là mã họa tiết đi các chị. Cái phần pizza 4 cho chế Rosie Dương. Chốt em mã này là mã họa tiết các chị, họa tiết rất là đẹp luôn ạ. Đẹp quá mấy chị. Ok chế đẹp. Lên giúp em mã này nha mấy chị ơi, chốt em mã này là mã họa tiết nha. Lên giúp em mã họa tiết. Bộ này đẹp quá mấy chị ơi, bộ này đẹp mà sao mấy chị không chốt ta. Bộ này kiểu rất là đẹp luôn nè. Mặc bộ này mà xách cái túi mang đi giá cao lên tí xíu cũng rất là sang luôn nha cả nhà. Rất là sang luôn á.
Họa tiết em hết 4 nha. Họa tiết em còn 1, 2, 3, 5, 6. 1, 2, 3, 5, 6. Đẹp lắm á mấy chị. Mặt sang. Để em mai cho mấy chị giống như một cái đồ kiểu mặc đi chơi như này. Kia tao cũng đẹp. Sáng mặc đi chợ. Uống cà phê. Uống sáng. Em hết họa tiết 4 rồi chứ khu đẹp. Chứ khu đẹp chốt qua mã đẹp được không? Mã đẹp này cũng ok nè. Bộ này cũng đẹp nữa nè chị. Họa tiết em còn 1, 2, 3, 5, 6 rồi chị. Hết 4 rồi. Lên giúp em mã em đang mặc là mã họa tiết nha cả nhà. Họa tiết. Lấy qua mã đẹp đi chứ khu đẹp. Bộ này đẹp nè. Bộ này họa tiết cũng ok. Họa tiết 3 cho chứ khu đẹp ok chị. Lên với em mã này là mã đẹp đi cả nhà, mã đẹp. Mấy cái bộ này một hơi tất chốt á, bỏ đi ra nha chị, để hơi ghi vô sổ. Ghi vô sổ cái giá tiền á, rồi xong rồi hả chốt, hả chuyển cho khách. Để trừ tiền này. Lên với em mã em đang mặc đi cả nhà. Ôi ơi nó đẹp cả nhà ơi, chốt bộ này thêm đi chết khu đẹp ơi. Hoặc là chị đẹp nào. Ôi nè bộ này đẹp quá trường đẹp luôn á. Lên giúp em mã này là mã đẹp đi cả nhà ơi, mã đẹp xuất sắc luôn. Cái vai là em có viền cho cái chị luôn nha. Cái bộ này đẹp nè. Lên giúp giùm em là mã đẹp đi cả nhà, chốt em mã đẹp đi. Ôi xuất sắc. Chị có thể coi lại cái like tối qua chị Rosie Dương. Tua lại cái like tối qua, hôm qua em cũng có lên bà ba nữa đó. Mã đẹp xe số 1 em chốt cho chiếc Thu Lê. Em cảm ơn chiếc Thu Lê, đẹp 4 cho chiếc Thu đẹp. Dạ. Rồi chốt em bộ này bộ bi hồng. Có này đi diễn. Lên với em mã bi hồng đi các chị, bi hồng kèm size giúp em ha. Rất là đẹp luôn. Chốt em mã bi hồng. Đẹp quá cả nhà ơi. Bi hồng kèm size giúp em luôn nha các chị, cháu em mã bi hồng. Mặc lên nhìn thấy xe quần rất là đẹp luôn các chị ơi. Nhiều xách cái túi gì tối hả chị, này sáng không thấy em xuống nè. Cháu em mã bi hồng đi các chị, bi hồng. Rồi em dơ lại cho các chị ha, các chị muốn em mặc lại cái họa tiết nào thì nói em mặc lại nha. Lên với em mã này là mã caro. Cháu em mã caro, caro này lên cũng đẹp nữa nè. Caro này mặc lên eo nhỏ lắm. Cháu em mã caro nha cả nhà, caro. Bi hồng size số 2 em chốt cho chế Lê Hương. Chốt em mã này là mã nhí vàng. Đây cái bộ nhí vàng này cái chị mặc cũng rất là trắng da nè. Chốt em mã nhí vàng đi cái chị, nhí vàng. Nhí vàng cả nhà ơi, nhí vàng đẹp lắm luôn á, nhí vàng. Cái chị muốn em mặc lại bông nào thì nói em mặc lại nha, nhí vàng. Rồi, đi nhí hồng. Ok chế Hồng Út nha. Trời ơi mấy bạn mua tá này chán ghê luôn á. Nó không có lên trạng thái á chị, em không có thấy. Chứ đơn thực phẩm thường á là em mà thấy là em xử lý là em kêu nó đi sớm hết rồi. Cái lạp xưởng chị nào mà cái lạp xưởng cái chị để á, ở ngoài, nếu như để ngoài lâu nó sẽ lên men, nó giống như nem vậy đó mấy chị. Nó giống như nem vậy đó chứ nó không có bị hư nha. Tại chứ nó không có bị hư. Nên là các chị thông cảm giúp em, bữa sau mà có thì em bữa sau thì em sẽ nhắc bưu tá. Tại vì đơn nào em để ở ngoài em cũng để đơn thực phẩm giao gốc hết trơn á, bưu tá vậy đó. Nó dòm lại vậy đó mấy chị. Em mà không biết chứ em biết đó là chị, em không có cho nó giao đâu. Có một số chị khách nhà em á là thích
đưa ăn nó hơi có vị chua. Nên là thường á, lúc trước mà em mà bán lạp xưởng mà hay bị quàn hàng, lúc mà dịch tới mấy chị mà hay bị quàn hàng á, là khách mấy chị khách nhà em á là cứ đòi mua cái lạp xưởng quàn đó đó. Về mấy chị phơi lại một nắng giúp em ha, phơi lại tầm khoảng 1 tiếng đến 2 tiếng đồng hồ là các chị để vô tủ lạnh giúp giùm em, là cái lạp xưởng của mình nó sẽ rất là ngon. Nhưng mà ăn nó sẽ có hơi vị chua tí xíu, thì mấy chị thông cảm đi, lần sau em sẽ nhắc bu tá với em nhắc ở bên bu cục. Lên giúp em mã, em đang cầm nha mấy chị ơi, lên giúp em mã này là mã nhí hồng nha mấy chị, nhí hồng. Tại vì trong cái lạp xưởng nó có đường mấy chị, nó có đường ha. Với lại là cái lạp xưởng đó là lạp xưởng sấy thì tương đối nó cũng sấy là nó khô lại, nó cũng có cái độ chín một tí xíu rồi. Đó, nên là khi mà các chị để thì cái đường nó giống như một cái chất bảo quản vậy đó, nên là với lại đường nó có lên men giống như cái chị ngâm trái cây của mình đó, có đường á thì nó sẽ có hơi vị chua giống như nem vậy đó. Lên giúp em mã nhí hồng nha mấy chị, nhí hồng. Nhí hồng một em chốt cho chế Thu Lê. Dạ đơn của chế Lê Hương đi đơn luôn, khỏi gọi chứ. Lê Hương mã số 76. Chị Lê Hương mã số 76. Dạ. Ok, nhí hồng 1. Ồ, rồi bộ này nhí hồng 2 rồi chứ. Nhí hồng 2 rồi chế Thu Lê. 125.000 một bộ chị Diễm Trinh. Dạ em nhận được nha chế Phúc An ơi, em cảm ơn chế Phúc An nhiều nha. Lên giúp em mã này là mã nhí hồng đơn của chế Phúc An đi đơn luôn nha chứ. Rồi bộ này là bộ bi vàng đi cả nhà, bộ bi vàng. Chế Thu Lê bữa nay bị thất thu rồi, chốt rồi là hết size không à. Giọng rồi. Nhí vàng em còn size 2, hết size 1 rồi chế Thu Lê. Chế theo Thu Lê lấy bi vàng đi được không? Bi vàng em còn size 1 nè. Bi vàng, chốt em mã bi vàng. Rồi nhí đỏ. Nhí đỏ 125.000 một bộ nha cả nhà ơi. Nhí đỏ quần ống rộng rất là đẹp luôn. 125.000. Rồi, em qua cho cái chị đẹp nhà em cái mẫu khác nha mấy chế ơi. Em qua cho cái chị đẹp nhà em còn mấy cái hàng sale lẻ lẻ này em sale cho mấy chị nha. Cho em nhớ để riêng nha chứ. Cái này á là khách nhờ em thanh lý giùm nha mấy chị ơi, tại vì chị mua cho em của chị mà em của chị không có mặt. Em của chị không có mặt vừa nên là bây giờ chị nhờ em thanh lý lại. Chị này là mối của em dữ lắm luôn, em mới nhận lại đó nha mấy chị. Chứ em không có nhận nữa nha. Cái đồ này mấy chị thấy là nó rất là lâu rồi, em bán từ bên nhà cũ mấy tháng rồi. Em bán rẻ cho mấy chị luôn nha, thanh lý. Rồi lên giúp giùm em mã này nha mấy chị. Em lên giúp em bộ này nha, bộ này. Bộ này là tầm khoảng 52kg đổ lại mặt dừa. Tầm khoảng 52kg đổ lại mặt dừa nha cái chị đẹp nhà em. À 52-53kg, bộ này em sale cho cả nhà mình nha. Em sale cho các chị đẹp nhà em còn 60.000. Lên giúp giùm em bộ mango thiết kế. Bộ này giờ hàng hiếm luôn á mấy chị, đẹp lắm. 52kg đổ lại mặt dừa ha. Lên giúp em 60 đỏ. 60 đỏ. Mấy bộ đó đẹp á, chế Thu Lê, chứ Thu Lê có mặc mấy cái bộ đó không? Mấy bộ mango đó đẹp á. Hàng đó giờ không có ra nữa. Rồi bộ này 60.000 luôn cả nhà. Bộ này 60 luôn, giải mango rất là đẹp nha. Cái chị 52-53kg đổ lại cho chị nào nhỏ nhỏ người. Bộ này 55kg được không ta? Bộ này 55kg đổ lại mặt dừa nè mấy chị. 55-56kg trở lại mặt dừa nè. Lên giúp em bộ này là họa tiết nha. Lên giúp em mã này là mã họa tiết. Họa tiết 55kg đổ lại mặt dừa. Lên giúp em họa tiết 60.000 luôn. Rồi bộ này là bộ xốp Nhật. Bộ xốp Nhật này là siêu đẹp nha mấy chị. Xốp Nhật này em mới bán. Bộ xốp Nhật này là size cho cái chị 57-58kg đổ lại mặt dừa. 57-58kg đổ lại. 57-58kg đổ lại mặt dừa nha. Rồi bộ này em tả cho cái chị đẹp nhà em. Bộ này là 65.000. Lên giúp em 65 hồng đậm. Lên giúp em 65 hồng đậm. Xốp Nhật quần ống báo rất là đẹp luôn, cái xốp nó rất là đẹp nha mấy chị, cái xốp nó mềm lắm nè, nó không phải nó cứng đơ đâu nha. Xốp này cái chị mặc rất là đẹp luôn. Lên giúp em mã này nha. 65 hồng đậm em chốt cho chị sen trắng. 65 hồng nhạt. Chế sen trắng lấy luôn, chế sen trắng rồi. 65 hồng nhạt. 65 hồng nhạt, lấy luôn bộ này đi chế sen trắng. Có hai bộ hai màu.
cái đậm cái nhẹ 5-7 kg đổ lại là mặc ok. Bộ đùi 60 kg đổ lại mặt giường. Bộ đùi 60 kg đổ lại mặt giường 55.000. Ở 50.000 luôn, 50.000 bộ đùi dập ly. 60 kg đổ lại mặt dừa 50.000. Rồi em còn bộ này. Bộ này rất là đẹp nha mấy chị. Đùi 50.000 cho chị Thủy Nguyễn. Đùi 50k em hết rồi chị. Rồi bộ này 60.000 các chị ơi, bộ này 60 luôn. Cái này nó tới 3 bộ luôn chị. Bộ này 57 kg đổ lại mặt dừa các chị. 57 kg đổ lại mặt dừa. Ủa quên, bộ này 55 kg đổ lại mặt dừa, xin lỗi. 55 kg đổ lại mặt dừa chốt em bộ này nha. Bộ này lên giúp em là mã đen, lên giúp em mã đen. 65.000 luôn chị. 50.000 đồ dập ly em không có còn chứ. Rồi để em coi còn mấy bộ gì em thanh lý cho chị nha. Cho em mấy cái bộ đùi đó đi chị, bộ đùi của mình. Chị Hoa Nguyễn ơi, chị lấy bộ hồng nào chị? Chị lấy bộ bộ xếp nhật hay gì, bộ hồng nhạt hay gì, bộ đó 56-57 kg đổ lại đó. Chị ok cái bộ đó, ok thì em chốt. Ờ, bộ bi hồng size số 2 là bộ em đang mặc đó đúng không? Cho chế Hoa Nguyễn. Ok chế Hoa Nguyễn. Đại bộ em mặc không hả chị? Nó lộn mấy cái bộ ấy vô đó nha chị Hương. À mấy cái bộ cổ vest là nằm bên đó đúng không? Một xe 4, một xe 3. Rồi còn có mấy bộ đùi nè mấy chế ơi, mấy chế tương tác lên giúp em đi. Còn mấy bộ đùi em sale rẻ cho mấy chị nè. Hồng nhạt em, hồng nhạt chốt cho Phạm Thị Hiếu. Bộ đó nãy bán nhiêu chứ? Bộ shop á 65, ok. Em còn mấy cái set đùi em sale cho mấy chị nha. Tương tác lên với em đi cả nhà. Còn mấy bộ đùi nè, em sale rẻ cho mấy chị đẹp nha em. Mấy cái set đùi. Áo bà ba em đã lên 3-4 like rồi đó chị. Em lên nhiều lắm rồi. Cả giờ mấy chị muốn coi thì mấy chị chờ đi. Vì lên nó còn lẻ lẻ size lên mấy chị cũng không có chốt nữa. Tại nó còn không có đủ size. Set đùi này em còn được có mấy bộ, mới có 2-3 họa tiết cho mấy chị. Bộ nhí nâu này chị đẹp nào chưa chốt được thì chốt thêm giúp em ha. Bộ đùi rất vai rất là đẹp luôn nè. Rồi lên giúp giùm em mã em đang mặc là mã nhí nâu set đùi nha. Set đùi nhí nâu em còn được 1. Đây 2 hả chị? 5 hả? 1, 3, 5. 1, 3, 4, 5 cả nhà ơi. Set đùi nhí nâu em còn 1, 3, 4, 5. Em sale cho cái chị đẹp nhà em cái set đùi này còn có họa tiết này. Em sale cho mấy chị 60.000 nha. 60 cái chị đẹp nhà em chốt đi mấy chị. 60.000. Còn có 1-2 họa tiết em bán cho hết luôn nha. Dạ chưa? Chị nhắn đi. Em thấy chiều em qua.
Chị ơi, nhưng mà bưu tá nói là không hỏi vòng vòng đó, người ta không có biết ai tên là Quỳnh Giao hết trơn á. Chị coi giùm em cái số điện thoại chị cho, chị nói người nhà chị á, để ý điện thoại giúp giùm em đi, em nhờ bưu tá nó giao lại rồi chỉ nhà cho nó qua nó giao nha chị. Nhiều khi chị lấy cái nick của chị đặt, nhưng mà ở đó người ta không có biết tên của chị á, người ta chỉ biết tên người nhà thôi. Đó là, nhưng mà chị nói với người nhà chị á, nghe điện thoại giùm em đi để bưu tá nó giao cho nó lẹ nha. Có với nào bốn còn bận, với nào bốn em chốt cho chế Rosy Dương, với nào năm cho chị Lan Hứa. Dí nâu năm em chốt cho chị Quắc Thị Tiết Trinh. 60.000 cả nhà ơi, em còn có mấy bộ rồi em xả cho mấy chị luôn nha. Còn có mấy bộ, còn có hai họa tiết, hai cái họa tiết này em ra nhiều. Dạ rồi, ok chị, nói chung là bưu tá gọi điện được cho mình là bưu tá họ sẽ giao lại, hay chị để em nhờ bưu tá nó giao lại. Văn Huỳnh gọi hoài không nghe máy. Rồi tiếp tục nha cả nhà ơi, lên giúp em mã nhí đỏ đi cái chị 60.000 luôn. Nhí nâu hết size 4 rồi chứ chà Trịnh Thu Hồng ơi. Lên với em nhí đỏ đi cái chị, nhí đỏ em còn được size 3 nè. 55-60kg. Lên giúp em mã nhí đỏ 60.000. Chốt em nhí đỏ nha, nhí đỏ. Dạ đơn của chế Thu Lê đi đơn luôn, ok chị. Cái số chấp đơn bên em số đuôi là 4243 đuôi đó nè chị Kim Nhắc Nguyên. Chớ em bộ này là bộ nhí vàng cái chị, nhí vàng. Nhí đỏ em còn size 3 không à chị ơi, không có size 5. Chớ em mã nhí vàng đi cái chị, nhí vàng em còn size 3 luôn, nhí đỏ. Nhí đỏ em còn size 3 thôi à, nhí vàng cũng còn size 3 luôn, 60kg đổi lại mặt dừa 60.000 một bộ, nhí vàng. Đỏ nâu em cũng còn size 3 luôn. Đây xả của cái bà chế nước ngoài hôm qua này mới chế. Lên với em mã này là mã đỏ nâu nha, chốt em đỏ nâu. Đỏ nâu em còn được size số 3 luôn, 60kg đổ lại mặt dừa, chốt em mã đỏ nâu. Rồi mã tím, tím em còn size 3 luôn các chị. Lên với em mã tím. Tím em còn size 3 luôn nha. Chốt em mã tím. Tím em còn size 3 luôn, 55-60kg set đùi, 60.000. Em xả cho mấy chị. Mấy chế nhà em im gú trơn rồi ta. Tương tác lên giúp em mấy chế ơi, mấy chế muốn coi cái gì nữa hả? Em buồn mấy chế ngủ hết trơn rồi.
Em gu mấy chị ngủ hết trơn hay gì rồi mấy chị ơi. Có bộ ống túm không? Không, ống nhỏ thì em có vậy chị ơi, chứ bên em không có ống túm. Nhưng mà ống nhỏ bây giờ em cũng còn có bộ kiểu à. Tương tác lên giúp em đi cả nhà. Giờ lên cho mấy chị gì đó ta? Lên áo dài ha, mấy chị muốn coi áo dài không? Em còn áo dài cổ nữ hoàng, tay ở cổ nữ hoàng thun lỗ nè. Còn thức nghe chứ đu lê còn thức nha. Chứ đu lê còn thức mà chị đẹp ta ngủ. Em nói mấy chị kia. Bộ mango không có còn chị ơi, bộ mango đó em còn có 3 bộ đó đó, chị đẹp nào lấy đi. Mấy chị nào còn thích tương tác lên mấy chị đi. Bộ mango đó em còn có 3 bộ hồi nãy đó, em xả cho mấy chị đó, 65.000. Vẫn còn hả? Bây giờ lên bộ gì cho mấy chị đây ta? Mấy chị muốn lên đồ gì mấy chị ơi? Em ơi, bà ba quần một túi hay hai túi vậy? Hai túi nha chị ơi. Bộ lụa lửng còn không? Bộ lụa đó em còn có mấy bộ à? Đây đem ra bán cho mấy chế luôn, là bán cho vui. Cho em cái bộ lụa đó đi chị, bộ lụa đó. Đúng rồi. Em còn có nhiêu đây nè, em bán rẻ cho mấy chị luôn, chị nào chốt luôn đi mấy chết, chốt về để dành mặt. Mua đi làm, đi đi cho vòng vòng sớm bà con gì cũng được. 50.000. Xả 50.000 luôn bộ lụa. Vải thun lỗ nha chị. Rồi giải lụa này đi mấy chị, bộ này mặc rất là mát. Bây giờ em không biết em lên gì cho mấy chế nữa. Đồ gì cũng like hết trơn rồi. Like hết rồi nó còn lẻ mà mấy chị nó không có còn ấy. Rồi hàng mới về lên tiếp. Rồi lên với em bộ lụa này nha. Bộ lụa này 50k đi mấy chế, 60kg đổ lại mặt dừa. Màu cam sữa em còn được một bộ nè, 50.000 chứ đẹp nào lấy. Cam sữa 60kg đổ lại mặt dừa nha. Bộ lụa này mặc là siêu mát luôn á. Lụa anh 4D em xả đó. Có một cái là màu nó hơi sáng nha mấy chế ơi, mua mặt ở nhà được. Màu cam tươi, cam tươi lửng qua gói, cái này là lửng qua gói mà mã số này lên giúp em màu cam tươi. Lụa cam sữa em chốt cho chị Thành Phạm. Còn số 3 không, còn bộ lấy cho chị hết. Chị Thảo My hỏi em mẫu nào gì chị Thảo My. Lụa lửng là chị, nè lụa em chỉ còn bộ này thôi. Lỗ lửng lửng hết rồi, có một bộ rồi chị. 50.000. Lên với em bộ cam tươi này đi mấy chị, bộ này đẹp nè, bộ lửng này đẹp nè. 60kg đổ lại mặt dừa, lên giúp em cam tươi. Cho em cam tươi nha mấy chị, vàng. Vàng bên đây còn chung, còn có một bộ đại hả chị? Vàng em còn được xây chung với xây đại nha. Xây chung là 60kg đổ lại mặt dừa, xây đại là 65kg. 50.000 luôn mấy chị, lên giúp em cái này là vàng chung hoặc vàng đại. Vàng chung hoặc vàng đại nha cả nhà ơi. Đùi 75 em hết rồi chị. Vàng 65kg cho chị Hạnh Phạm, vàng đại 50.000. Bộ cam sữa đó 60kg đổ lại thôi nha chị Hạnh Phạm. Vì hàng em đã xả rồi, mấy chị nghe kỹ với em. Hồng em còn hồng chung với hồng đại hả? Hồng em còn hồng chung với hồng đại. Vàng chung cho Phạm Thị Hiếu 50.000, cái chị chốt đi mấy chị ơi, nó rẻ, rẻ ghê luôn, gọi là rẻ ghê luôn. Rồi 2.000 con mất máy hàng sale chị Thảo Ly. Rồi đơn của chị Thảo Ly, vàng, vàng ba cho chị Thảo, vàng chung cho chị Thảo Ly, hồng chung cho chị Thảo My luôn. Vàng đại hết rồi chứ. Vàng đại em hồng đại. Hồng đại còn. Hồng đại cho chị Tiếp Phạm. Vàng đại em hết cho chị Tiếp Phạm. Chung hồng em còn được hồng chung với hồng đại cả nhà ơi. Hồng chung cho chị Thảo Ly 60kg, cao bao nhiêu chị Thảo Ly ơi, cho em cái chiều cao đi chị. Bình thường chị mặc size 6, size chung mặc vừa thôi, 60kg đổ lại, cao 1m56, 1m57 trở lên giúp em. Vàng chung cho chị Thảo My, vàng chung cho chế Nhung mình 50.000 các chị ơi, mua về mặc ở nhà mát rượi rượi luôn á, rất là đẹp. Rồi màu xanh coban, xanh coban em còn được 3 bộ size chung 60kg đổ lại mặt dừa. Nó còn có mấy màu à, em xả luôn cho mấy chị nha.
rất là đẹp luôn. Lên giúp em Coban, Coban em còn 3 bộ. Lên giúp em Coban nha các nhà ơi, Coban. Quần này nó như quần chín tóc vậy đó mấy chị. Cái này nè, nó dài như quần chín tóc vậy. Chung chị, chung không à, em chốt là chung không á. Coban cho chị Minh Hải Trần. Chị để trong đó là gì tại hay chung? Không, để gì. Chị Thảo My hỏi em cái gì ta? Chốt cái gì, chốt giúp em đi chị Thảo My. Lên với em Coban, rồi em hết rồi đó mấy chị. Em còn vàng Coban với hồng. Vàng là em còn được vàng chung, hồng thì còn hồng chung với hồng đại, Coban thì em còn size chung thôi. Rồi các chị lấy cái nào thì chốt giùm em ha, 50.000 bộ. Bộ lụa siêu mướt luôn, rất là mướt. Cam sữa có một bộ em chốt cho khách hết rồi mấy chị ơi. Chốt vàng cái chị, vàng còn đó. Cô ban chung cho Phạm Thị Hiếu. Giờ lên những gì nữa. Em tạm ớp cái like này nha mấy chị ơi. Em tạm ớp cái like này nha. Chút xíu em lên cái like mới cho mấy chị.